Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 125. Dương Bách Xuyên từng nói với cả tộc chuột rằng tộc họ muốn làm tình báo cần phải ghi lại hình ảnh trên đá ảnh tượng, cho nên đã thành thói quen. Sau khi Dương Bách Xuyên nhận lấy đá thạch tượng, lập tức thôi động chân nguyên, đá ảnh tượng lóe lên ánh sáng, chiếu ra hình ảnh. Hình ảnh một ông lão đeo gông xiềng cả người đầy thương tích ngồi trên xe chở tù hiện ra. Mặc dù hình ảnh chỉ lóe lên vội vàng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng chấn động, hắn có thể chắc chắn người ngồi trên xe chở tù đó chính là luyện đan sư Phương Mãnh, Lão Phương. Mặc dù hình ảnh Lão Phương trên đá ảnh tượng bị che khuất 1/3, nhưng là bạn hữu lâu năm, Dương Bách Xuyên liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó chính là Lão Phương. Lần đầu gặp Lão Phương là ở Yên Thành, lúc đó ông ấy là luyện đan sư có tiếng trong giới võ thuật trên trái đất. Là một nhân vật nổi tiếng như Triệu Trường Sinh, ông nội của Triệu Nam và Vương Huyền Cơ, năm đó đã nói giúp hắn với nhà họ Diệp ở Yên Thành. Sau khi nhìn thấy đan bồi nguyên mà hắn luyện chế, Lão Phương còn hạ mình muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng Dương Bách Xuyên không nhận ông ấy làm đệ tử mà chỉ truyền cho ông ấy thuật luyện đan, để ông ấy gia nhập Vân Môn, trở thành luyện đan sư của Vân Môn. Từ Vân Môn ở trái đất đến Vân Môn ở Sơn Hải Giới, Lão Phương đều đã có cống hiến rất lớn. Dương Bách Xuyên có ấn tượng rất sâu sắc với người bạn này, đương nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể khẳng định đó là Lão Phương. Sau khi hình ảnh biến mất, Dương Bách Xuyên sốt ruột hỏi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Chuột lông vàng trả lời, bị đưa đến đại viện nhà họ Hách, gia tộc có quyền lực nhất Trấn Lôi Phong rồi. Thuộc hạ đã hỏi thăm chi tiết về nhà họ Hách này, nghe nói có quan hệ với Thánh Địa Lăng Thiên gì đó, thuộc hạ không hiểu lắm. Bởi vì trong số 9 thánh địa lớn ở tu chân giới không có Thánh Địa Lăng Thiên. Sau đó tốn một ít hiêu tinh tệ mới biết được, Thánh Địa Lăng Thiên chính là Ngụy Thánh Địa. Ngụy Thánh Địa ở tu chân giới không chỉ có Thánh Địa Lăng Thiên, Thánh Địa Nhất Gia, mà Ngụy Thánh Địa thường rất thích ẩn mình và thần bí. Hơn nữa thế lực cũng không thua kém các tông môn đứng đầu, thậm chí còn có thể vượt qua các tông môn đứng đầu một chút, chỉ đứng sau 9 thánh địa lớn. Mà nhà họ Hách là một gia tộc có quyền lực trong Thánh Địa Lăng Thiên, không biết vì sao Lão Phương và một số người khác lại trở thành tù nhân và bị giam giữ trong đại viện của họ. Đại viện nhà họ Hách nằm ở đầu phía đông của trấn, có tiên nhân cấp bậc đại thừa giữ cửa, thuộc hạ không dám tới gần. Mong thánh chủ định đoạt, chuột lông vàng kể lại những gì mình biết. Lần trước Dương Bách Xuyên nghe nói đến Ngụy Thánh Địa là khi biến thành Hứa Nguyên, trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh, nghe Vạn Linh Thánh Mẫu nói mới biết. Bây giờ nghe vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng khi nghe nhà họ Hách, gia tộc lớn nhất ở Trấn Phong Lôi có liên quan đến Thánh Địa Lăng Thiên, Dương Bách Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Đương nhiên bây giờ hắn cũng không sợ Ngụy Thánh Địa gì đó, huống chi là gia tộc nào đó có liên quan đến Ngụy Thánh Địa chứ. Chỉ là hắn không hiểu vì sao Lão Phương lại bị nhà họ Hách bắt giữ chứ. Hắn không nghĩ ra nên không nghĩ nữa. Có thể tìm thấy Lão Phương trên đường đi tìm Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy vui, nếu bây giờ đã tìm thấy Lão Phương thì hắn phải cứu Lão Phương ra. Nhà họ Hách, hắn lẩm bẩm, rồi nói, dẫn đường đi. Được. Chấm. Tiếp theo, dưới sự dẫn đường của chuột lông vàng, Dương Bách Xuyên và chuột vương đi đến trước đại điện nhà họ Hách ở đầu phía đông của Trấn Phong Lôi. Dương Bách Xuyên và chuột vương nhìn qua. Trước mắt quả thật có một tòa đại điện nguy nga ước chừng bao phủ hàng trăm mẫu đất xuất hiện, lính gác trước cửa đều là địa tiên bậc 2 tương đương với đại thừa. Chuột vương có chút lo lắng nói, thánh chủ, hay là gọi thêm mấy người tử hoàng đến rồi hãng vào. Thấy lính gác đều là tu sĩ địa tiên bậc 2, chuột vương có chút lo lắng, chủ nhân của đại viện nhà họ Hách này sẽ có tu vi ra sao, bên trong có bao nhiêu cao thủ. Một hai người phi thăng cảnh đại viên mãn thì không sao. Nếu nhiều hơn nữa, chuột vương sẽ rất khó đối phó, quan trọng là lão ta lo cho thánh chủ Dương Bách Xuyên. Mặc dù lập trước nhìn thấy Dương Bách Xuyên một kiếm giết hơn 100 phân thân của quái vật tuyết tàng phi thăng cảnh, nhưng dù sao trong mắt chuột vương thì cảnh giới thật sự của Dương Bách Xuyên vẫn là đại thừa trung kỳ, lão ta cũng không muốn thánh chủ xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, không cần, ta lo cho lão phương, không thể đợi kịp mấy người tử hoàng đến. Hơn nữa bọn họ còn có việc phải làm, chúng ta cứ vào đi. Lần này Dương Bách Xuyên đi vội, mà nhóm tử hoàng cũng có thu xếp khác phải ra ngoài, mặc dù vẫn còn nghé con, thú vân lôi quốc bảo và tiểu phượng hoàng, nhưng vân môn tiên cảnh cũng cần người bảo vệ,
nên Dương Bách Xuyên chỉ dẫn theo chuột vương đến đây. Gặp phải nhà họ Hách có quan hệ với một ngụy thánh địa cũng là chuyện hắn không ngờ tới. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng đang nghĩ đến thực lực và thế lực của chủ nhân nơi này, nên muốn giả vờ đến thăm hỏi để thăm dò nhà họ Hách trước rồi tính sau. Hắn vốn muốn để thần thức đi thăm dò đại viện nhà họ Hách, nhưng lại phát hiện ra đại viện nhà họ Hách đều bị phong tỏa cấm thần thức. Bây giờ cách tốt nhất là mượn cớ đến thăm hỏi, sau đó tùy cơ ứng biến, nếu thật sự có nguy hiểm thì Dương Bách Xuyên nghĩ hắn cũng không phải người ăn chay. Mặc dù hắn đã ngộ ra phá khai kiếm, vô cùng hao phí thần hồn và chân nguyên nhưng hắn có lòng tin muốn giết cao thủ phi thăng cảnh cho dù thất bại cũng vẫn có thể giữ mạng. Hôm đó Vân Môn Tiên Cảnh tổ chức lễ thành lập, mặc dù có hơn 1.000 tông môn lớn nhỏ đến tham dự, nhưng so với thế lực của cả tu chân giới thì đó cũng chỉ là một phần băng nổi. Nhưng có sự xuất hiện của 8 thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên tin rằng danh tiếng của Vân Môn Tiên Cảnh đã truyền khắp tu chân giới, cho dù là nhà họ Hách không đế, ngụy thánh địa Lăng Thiên không đến, nhưng hẳn là đã từng nghe qua. Cho nên mượn cớ đến thăm viếng cũng là quang minh chính đại, cho dù nhà họ Hách mạnh nhưng sẽ không thiếu lễ nghĩa, sau khi vào trong Dương Bách Xuyên sẽ đi tìm Lão Phương, đến lúc đó có cần trở mặt hay không thì để tính sau. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Chuột Vương lên báo danh. Chuột Vương gật đầu, đi tới trước cửa đại viện nhà họ Hách nói, Thánh chủ Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh đến thăm nhà họ Hách. Hai tên thị vệ gác cửa vừa định tiến lên hỏi kẻ nào tới, sau khi nghe Chuột Vương lên tiếng liền nuốt lời định nói trở vào. Mấy ngày nay danh tiếng của Vân Môn Tiên Cảnh như sấm truyền bên tai, truyền khắp cả tu chân giới, bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua. Có thể tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, có thể làm cho 4 thánh địa lớn là núi Thiên Kiếm, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô phải nhượng bộ, phải cống nạp cho Dương Bách Xuyên 400.000 linh hạch thượng phẩm. Có thể xưng là tiên cảnh, có thể khiến cho 8 thánh chủ phải đến chúc mừng, danh tiếng của cả Vân Môn Tiên Cảnh và Dương Bách Xuyên đã lan truyền khắp tu chân giới. Thiên hạ không ai không biết người, câu nói này là thích hợp với Dương Bách Xuyên nhất vào lúc này. Hai địa tiên bậc hai nhìn Chuột Vương, rồi lại nhìn sang Dương Bách Xuyên đang khoanh tay đứng phía sau Chuột Vương cùng với một gã yêu tu, hình ảnh lúc trước xem trên đá ảnh tượng hiện lên trong đầu. Đây không phải chính là Dương Bách Xuyên sao? Chuột Vương là một trong 4 đại yêu của Vân Môn Tiên Cảnh, các sinh linh trong tu chân giới đương nhiên cũng sẽ chú ý. Hai tên địa tiên bậc hai không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên chào hỏi Dương Bách Xuyên, tham kiến Dương Thánh Chủ, tham kiến Chuột Vương. Trong lúc nói, bọn họ cũng đã truyền âm cho chủ nhân. Chấm. Lúc này bên trong đại sảnh nhà họ Hách, gia chủ nhà họ Hách Hách Kim Hãn Đường Đường là đại thừa hậu kỳ đang cung kính đứng trong đại sảnh, vẻ mặt nịnh nọt. Mà ở ghế giữa cũng có một người thanh niên hợp thể cảnh hậu kỳ đang ngồi, bên cạnh cũng có một ông lão địa tên bậc ba đứng phía sau hắn ta như một cái bóng. Hách Kim Hãn Đường Đường là đại thừa lại phải kính trọng một tiểu bối hợp thể cảnh hậu kỳ, bởi vì người thanh niên này là Hách Vũ Tân, cháu trai dòng chính của Hách Lịch Thiên đứng đầu thánh địa Lăng Thiên, thân phận và địa vị vô cùng tôn quý. Thật ra thánh địa Lăng Thiên không phải thánh địa chân chính, chỉ có thể xem như ngụy thánh địa, chẳng qua bọn họ sẽ không tự nhận mình là ngụy thánh địa. Khoảng 200 năm trước, Hách Phú Tân mới chính thức về nhà họ Hách ở thánh địa Lăng Thiên. Thánh địa Lăng Thiên thật ra chính là một hệ thống gia tộc vô cùng khổng lồ, mặc dù Hách Kim Hạn là gia chủ của nhà họ Hách ở Trấn Phong Lôi, nhưng xét trong cả gia tộc họ Hách khổng lồ thì Hách Kim Hạn cũng chỉ thuộc dòng thứ mà thôi. Bây giờ Hách Phú Tân là dòng chính đến, ông ta không thể không cúi đầu nịnh nọt. Thật ra trong lòng ông ta cũng không thích Hách Phú Tân lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng này, ông ta biết rõ 200 năm trước Hách Phú Tân cũng chỉ là một nhị thế tổ của một tông môn nhỏ mà thôi, tuy nhiên, cha của Hách Phú Tân lại là con riêng của thánh chủ thánh địa Lăng Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù là con riêng nhưng người ta cũng thuộc dòng chính. Cho nên Hách Phú Tân cũng là dòng chính. Tuy cha của Hách Phú Tân là con riêng nhưng lại là một người có tài năng, ra ngoài thành lập một tông môn có tên là Linh Thiên Kiếm Tông ở núi Tinh Thần. Nhưng 200 năm trước Linh Thiên Kiếm Tông bị một tông môn gọi là Tinh Thần Môn cũng chính là Dương Bách Xuyên tiêu diệt, năm đó Hách Phú Tân chỉ là một tu sĩ nhỏ cấp bậc Nguyên Anh, nhân lúc loạn lạc trốn thoát, đến nhà họ Hách của Thánh Địa Lăng Thiên, cuối cùng nhận tổ quy tông, trở thành cháu trai của Thánh Chủ Lăng Thiên.
Cái tên Dương Bách Xuyên này thật sự rất giống với thánh chủ Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng Hách Kim Hạn không nghĩ đó là cùng một người. Dù sao thì nghe nói Dương Bách Xuyên tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông năm đó chỉ là một tu sĩ phân thần cảnh mà thôi, trong 200 năm không thể nào trở thành thánh chủ một phương, căn bản không có khả năng. Nói đến đây, trước kia huyết mạch của thánh chủ Lăng Thiên ở nhà họ Hách cũng không có mấy người, kết quả Hách Vũ Tân trở thành bảo bối của ông ta, lúc nào cũng có một địa tiên bậc 3 và hai địa tiên bậc 2 đi theo bảo vệ, mà hai địa tiên bậc 2 kia cũng đã trở thành thị vệ gác cổng cho nhà họ Hách. Hách Kim Hạn thật sự không hiểu vị tổ tông này muốn làm gì. Lần này Hách Vũ Tân đến dòng thứ nhà họ Hách ở Trấn Phong Lôi là để tu luyện, nhưng Hách Kim Hạn không hiểu vì sao trên đường đi lại bắt giữ nhiều tu sĩ như vậy. Nhị thế tổ Hách Vũ Tân này tính tình kỳ lạ, Hách Kim Hạn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hy vọng có thể học được một ít công pháp tốt hay gì đó từ chỗ nhị thế tổ, dù sao thì hắn ta cũng là cháu trai của Thánh chủ Lăng Thiên. Đương nhiên sẽ không thiếu đồ tốt. Chấm. Trong đại sảnh, Hách Kim Hạn đang định nọt Hách Vũ Tân thì nghe thấy hai tên địa tiên bậc hai kia vội vàng chạy vào cung kính nói với nhị thế tổ Hách Vũ Tân, thiếu gia, Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh đến thăm. Hách Kim Hạn là gia chủ thật sự biến sắc, vừa định nói chuyện với nhị thế tổ Hách Vũ Tân thì thấy sắc mặt hắn ta cũng thay đổi, đứng phắt dậy, oán giận nói, có nhìn kỹ chưa? Hồi bẩm thiếu gia. Không thể sai được. Mấy ngày nay bức họa của Dương Bách Xuyên đã truyền khắp tu chân giới, bên cạnh hắn còn có Chuột Vương, một trong tứ đại yêu trong truyền thuyết, không thể sai. Địa tiên bậc hai nói. Hắn dẫn theo bao nhiêu người đến? Hách Phú Tân nói tiếp. Chỉ dẫn theo một mình Chuột Vương. Địa tiên bậc hai trả lời. Dương Bách Xuyên, đúng là oan gia ngõ hẹp, đã tới lúc báo thù cho mấy ngàn oan hồn của Linh Thiên Kiếm Tông rồi. Hách Phú Tân nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh tượng 200 năm trước hiện lên trong đầu hắn, ngày đó Dương Bách Xuyên dẫn theo một đám ngũ hành thú càn quét Linh Thiên Kiếm Tông của bọn họ, giết phụ thân và mấy ngàn đồng môn của hắn ta. Cuối cùng nhờ có đại trưởng lão Hách Vô Thường đưa cho hắn ta tín vật của Thánh Địa Lăng Thiên, giúp hắn ta chạy thoát, quay về Thánh Địa Lăng Thiên nhận tổ quy tông. 200 năm trôi qua, nhưng cảnh tượng đẫm máu đó vẫn còn hiện rõ trước mắt Hách Phú Tân. Năm đó hắn ta chỉ là một tiểu tu sĩ nguyên anh cảnh, Hách Vũ Tân biết có lẽ Dương Bách Xuyên đã không còn nhớ tiểu tu sĩ đó nữa rồi. Nhưng mà, cho dù Dương Bách Xuyên và đám ngũ hành thú đó có hóa thành cho thì hắn ta cũng không bao giờ quên được. Lần này ra ngoài du lịch, mấy ngày trước tu chân giới đột nhiên lan truyền chuyện của Vân Môn Tiên Cảnh, xuất hiện hình ảnh Dương Bách Xuyên, thánh chủ của Vân Môn Tiên Cảnh. Sau khi biết được Dương Bách Xuyên là thánh chủ của Vân Môn Tiên Cảnh, hắn ta không thể tin được đó là Dương Bách Xuyên. Nhưng hắn ta có chết cũng không thể quên được gương mặt của Dương Bách Xuyên. Cuối cùng cũng khẳng định thánh chủ Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh chính là hung thủ giết Linh Thiên Kiếm Tông. Hắn ta vốn định quay về tìm ông nội là thánh chủ Lăng Thiên trước, nhưng sau khi nghe chuyện của Dương Bách Xuyên, hắn ta cho rằng tạm thời không thể báo thù, hoặc là tạm thời không có khả năng. Nghe nói Dương Bách Xuyên tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh, khiến cho bốn thánh chủ phải cúi đầu, mạnh như vậy sao có thể báo thù. Đương nhiên, Hách Phú Tân cũng biết sở dĩ Dương Bách Xuyên mạnh như vậy là bởi vì bên cạnh hắn có vô số đại yêu. Hắn ta nghĩ nếu Dương Bách Xuyên không có mấy vạn đại yêu bên cạnh thì có thể giết hắn. Không ngờ hôm nay hắn lại chỉ dẫn một đại yêu đến, khiến Hách Phú Tân vô cùng vui mừng. Nếu chỉ có Dương Bách Xuyên và một đại yêu, với một địa tiên bậc 3 và hai địa tiên bậc 2 bên cạnh hắn ta cộng thêm đệ tử của nhà họ Hách ở Trấn Phong Lôi và sát thủ dưới trướng hắn ta, chẳng lẽ không giết nổi Dương Bách Xuyên sao? Nhưng Hách Phú Tân lập tức tỉnh táo lại, hắn ta suy nghĩ, không phải bây giờ Dương Bách Xuyên nên ở Vân Môn Tiên Cảnh sao? Sao đột nhiên lại đến nhà họ Hách ở Trấn Phong Lôi? Chẳng lẽ Dương Bách Xuyên phát hiện hắn ta là tàn dư của Linh Thiên Kiếm Tông đã chạy thoát năm đó sao? Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng, năm đó hắn ta chỉ là một tiểu tu sĩ nguyên anh cảnh, Dương Bách Xuyên thậm chí còn chưa nhìn thấy hắn ta, không thể nào biết được. Vậy Dương Bách Xuyên đến thăm nhà họ Hách ở Trấn Phong Lôi là có mục đích gì? Hách Phú Tân thầm nghĩ, sau đó gọi Hách Kim Hạn đến bên cạnh bảo ông ta tiếp đãi Dương Bách Xuyên, hắn ta sẽ lánh mặt trước, đợi sau khi biết được ý đồ của Dương Bách Xuyên rồi tính sau. Sau khi giao lại chỗ này cho Hách Kim Hạn,
Hách Phu Tân để lại ba địa tiên rồi đứng dậy đi vào sảnh sau, đợi Dương Bách Xuyên tới. Nhưng Hách Phu Tân còn chưa đi được hai bước, bên ngoài đã vang lên một tiếng hừ lạnh, nhà họ Hách nhỏ bé mà lại có khí phách lớn như vậy, muốn để thánh chủ nhà ta chờ đợi sao? Bên ngoài cổng lớn Hách ra, Dương Bách Xuyên đứng đó khoanh tay, để Chuột Vương đi thu phục. Bây giờ hắn là chủ nhân của Vân Môn Tiên Cảnh, một Hách ra còn con không đáng để lọt vào mắt hắn, hơn nữa Lão Phương còn bị bắt vào Hách ra, trên thực tế đã trở thành đối địch, không cần thiết phải khách khí. Nói là bái phỏng, nhưng đây chỉ là lễ tiết của Đại Tông Môn, thực tế đang thử nội tình Hách ra. Chuột Vương đợi vài phút không thấy người Hách ra ra, dứt khoát xông vào Hách ra. Đứng từ góc độ của Chuột Vương, Thánh chủ Dương Bách Xuyên nhà mình là Thánh chủ trong Thánh chủ. Tám thánh địa khác, có bốn nhà phải cúi đầu trước thánh chủ nhà mình, bốn người khác thì có quan hệ tương đối tốt. Một Hách gia còn lại dám không biết điều như vậy. Đã khách khí đến bái phỏng còn không ra gặp. Quá buồn cười, Chuột Vương là yêu tộc, lão ta không quan tâm tộc nhân nghĩ gì, hơn nữa nếu biểu hiện không cao ngạo, khác gì bị xem thường. Thử Hách gia là một chuyện, không thể không có khí phách. Hách gia này quá kiêu ngạo không biết điều. Dứt lời Chuột Vương xông thẳng vào trong, địa tiên nhị chuyển ở cửa đối mặt với Chuột Vương và Dương Bách Xuyên, không dám ngăn cản. Chỉ hận đồng bạn đang làm cái gì, đi thông báo một lúc rồi sao vẫn chưa quay lại. Trơ mắt nhìn Chuột Vương và Dương Bách Xuyên xông vào, tên địa tiên nhị chuyển này cũng đành cẩn thận đi vào theo. Dương Bách Xuyên mỉm cười, rất tán thưởng cách làm của Chuột Vương, khoanh tay đi theo Chuột Vương đến đại viện của Hách gia. Chấm. Lúc này trong đại sảnh Hách gia, Hách Phú Tân và Hách Kim Hạn nghe thấy âm thanh của Chuột Vương, thân thể hoảng sợ run lên. Bởi vì danh tiếng của Dương Bách Xuyên và Vân Môn Tiên Cảnh quá nổi, đây là đầu sỏ tiêu diệt cả một thánh địa, làm chủ nhận của bốn thánh đại lớn khác nhận thua. Đây là một nhân vật cực ám ảnh với Hách Phú Tân, hắn ta vừa mới đứng dậy còn chưa kịp đi vào hậu đường thì nghe thấy âm thanh này, cả người cứng đờ, quay đầu nhìn về sau, đập vào mắt là Dương Bách Xuyên. Kẻ đã tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông 200 năm trước. So với ngày xưa, hôm nay bên cạnh Dương Bách Xuyên chỉ thiếu một con thú ngũ hành, nhiều một yêu tu Chuột Vương đã hóa thành hình người. Trong 200 năm này, đối phương đã biến hóa lắc mình thành thánh chủ một thánh địa. Lúc này Hách Phú Tân không dám cử động, mặc dù hắn ta hận không thể lột ra uống máu Dương Bách Xuyên, nhưng trong lòng vẫn có một bóng ma. Phản ứng đầu tiên là, có lẽ hắn sẽ không nhớ tiểu tu sĩ năm đó là ta đúng không? Đúng lúc này, Hách Kim Hạn lên tiếng. Dương Thánh chủ thứ tội, tại hạ là Hách Kim Hạn, gia chủ Hách gia trấn Phong Lôi, không kịp tiếp đón từ xa, thứ lỗi. Đối với người nổi tiếng Dương Bách Xuyên, Hách Kim Hạn có chút kiêng kỵ, cũng không nghĩ ra được đối phương đến Hách gia bọn họ làm gì. Thật ra địa tiên nhị chuyển vừa mới thông báo, ngay sau đó đối phương đã đi vào. Không hề cho bọn họ thời gian ứng phó. Hiện tại Chuột Vương bên cạnh Dương Bách Xuyên lại trực tiếp gán cho bọn họ tội bất kính, Hách Kim Hạn cũng không biết làm sao, lại không dám nói gì, đành phải bồi tội. Đối phương là chủ nhân của Vân Môn Tiên Cảnh giá lâm đến gia tộc nhỏ này của ông ta không dám không vui. Quan trọng hơn, vừa rồi Hách Phú Tân vừa mới nhỏ giọng nói với ông ta, muốn xử lý Dương Bách Xuyên, điều này làm Hách Kim Hạn rất khó xử. Mặc dù không biết Hách Phú Tân và Dương Bách Xuyên có ân oán gì, cũng chưa kịp hỏi nhiều, nhưng làm người Hách gia, ông ta đành phải làm theo lời Hách Phú Tân, thử mục đích lần này của Dương Bách Xuyên rồi tính tiếp. Chấm. Hừ, Hách Kim Hạn, Chuột Vương lạnh lùng nói. Dạ, chính là tại hạ, bái kiến Chuột Vương. Hách Kim Hạn bị yêu khí khổng lồ của Chuột Vương bao phủ, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Chuột Vương nghiêng người nhường đường cho Dương Bách Xuyên, lúc này Hách Kim Hạn lau mồ hôi mời Dương Bách Xuyên ngồi xuống ghế. Dương Bách Xuyên chắp tay sau lưng không thèm liếc nhìn Hách Kim Hạn, trực tiếp ngồi xuống ghế chính giữa đại sảnh. Lúc này Hách Phú Tân mang theo địa tiên tam chuyển đứng trong một góc, sau khi Dương Bách Xuyên đi vào hắn ta không thể rời khỏi. Sau khi ngồi xuống, Dương Bách Xuyên liếc nhìn Hách Phú Tân. Nhịp tim của Hách Phú Tân đập chật vài nhịp. Không dám nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên, cũng may hắn ta phát hiện Dương Bách Xuyên chỉ liếc nhìn hắn ta một cái rồi thôi, cuối cùng nhìn sang địa tiên tam chuyển bên cạnh hắn ta. Hách Phú Tân thầm thở phào nhẹ nhõm,
nghĩ thầm, xem ra Dương Bách Xuyên thật sự không nhớ hắn là tiểu tu sĩ năm đó. Dương Bách Xuyên nhìn về phía địa tiên tam chuyển, hắn cảm nhận được hơi thở của địa tiên tam chuyển này là phi thăng hậu kỳ, không đáng để lo. Hợp thể cảnh bên cạnh địa tiên tam chuyển trực tiếp bị Dương Bách Xuyên làm lơ, một tu sĩ hợp thể cảnh nho nhỏ còn chưa đáng để hắn để mắt, càng không nhớ tiểu tu sĩ này chính là dư nghiệt của Linh Thiên Kiếm Tông 200 năm trước. Năm đó lúc hắn tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông có để lọt vài tiểu tu sĩ Nguyên Anh, vì thiếu tạo sát nghiệp, hắn không đuổi theo giết. Hiện tại người nào đó lại không biết, tiểu tu sĩ chạy trốn năm đó đang muốn lấy mạng hắn để báo thù rửa hận. Hách Phú Tân thấy Dương Bách Xuyên không hề có hứng thú với mình, trong lòng bình tĩnh lại, lúc này cũng không cần tránh né, muốn nhìn xem Dương Bách Xuyên đến Hách Gia Trấn Phong Lôi để làm gì. Nếu hắn chỉ mang theo một chuột vương, vậy hôm nay có thể báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, Hách Phú Tân không nhịn được sờ sờ càn khôn giới của mình. Khoảng một tháng trước, lúc hắn ta đi đến Trấn Phong Lôi, ở một chỗ sơn cốc cách trấn khoảng 800 dặm. Đụng phải một người tự xưng là chân ma vô thượng Vu Minh Tuyền. Lúc đó người nọ chỉ là một ma hồn, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì khống chế được thân thể hắn ta, mạnh mẽ để lại ma hồn ấn trong nguyên thần của hắn ta. Lúc đó Hách Phú Tân rất sợ hãi, còn tưởng ma đầu muốn đoạt xá thân thể của mình, không ngờ đối phương nói chỉ cần nghe lời, làm việc cho gã sẽ không đoạt xá thân thể hắn ta. Chỉ cần bắt hơn 1.000 tu sĩ cho ma đầu để hắn ta tu luyện ma công. Cho nên lần này hắn ta đến Trấn Phong Lôi để bắt người cho chân ma Vu Minh Tuyền, dựa vào chính mình cũng bắt được một vài người, nhưng ma đầu nói quá chậm, Hách Phú Tân lập tức nghĩ đến dòng bên Hách gia ở Trấn Phong Lôi, một gia tộc lớn ở Trấn Phong Lôi, không khó để bắt đủ 1.000 tu sĩ. Chân ma Vu Minh Tuyền nói tiếp tục tu luyện ma công, cần cắn nuốt tinh huyết nguyên thần của tu sĩ, chỉ có hắn ta 3 tháng, qua 3 tháng, ma hồn ấn trong nguyên thần của hắn ta sẽ tự bạo. Làm Hách Phú Tân hồn phi phách tán. Để tiện bắt người, chân ma Vu Minh Tuyền truyền thụ cho hắn ta một thần thông ma đạo, cho một lọ chân ma chi khí để giữ mạng, nói là chỉ cần thả chân ma chi khí ra, cho dù phi thăng đại viên mãn cũng phải ngã xuống. Hôm nay đến Trấn Phong Lôi, không ngờ gặp phải kẻ thù cũ 200 năm trước làm Hách Phú Tân nảy sinh ý nghĩ, có lẽ chân ma chi khí trong càn khôn giới có thể xử lý được Dương Bách Xuyên. Nghĩ vậy, Hách Phú Tân mở chân ma chi khí ra, chân ma chi khí vô hình vô vị lập tức phát tán trong đại sảnh. Hắn ta đã dặn dò địa tiên tam chuyển và Hách Kim Hạn che chắn khiết huyệt trên người trước để tránh chân ma chi khí nhập thể. Bây giờ chỉ chờ Dương Bách Xuyên và Chuột Vương chúng chiêu. Chấm. Sau khi ngồi xuống, Dương Bách Xuyên quan sát xong cũng chưa phát hiện cao thủ khác ở Hách gia, yên tâm hơn rất nhiều, nói, Hách gia các ngươi đã bắt giữ một vài tù phạm. Nghe vậy Hách Kim Hạn cứng người lại, trong lòng chua xót, bọn họ đúng là bắt người, bây giờ đang nhốt trong đại lao ở hậu viện của Hách gia. Nhưng đây đều là những người do nhị thế tổ Hách Phú Tân bắt đến, ông ta còn chưa kịp hỏi nhị thế tổ Hách Phú Tân bắt những tiểu tu sĩ đó để làm gì. Bây giờ nghe Dương Bách Xuyên hỏi vậy, trong lòng Hách Kim Hạn vô cùng lạnh lẽo, suy đoán không lẽ trong số những người bị nhị thế tổ bắt có người của Vân Môn Tiên Cảnh. Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện quá tệ. Tên tuổi của Dương Bách Xuyên, chủ nhân Vân Môn Tiên Cảnh quá nổi tiếng ở tu chân giới, không đắc tội nổi. Người ta đã tìm đến cửa, chứng tỏ đã biết tin tức, Hách Kim Hạn liếc nhìn Hách Phú Tân, thấy Hách Phú Tân lắc đầu, ý bao ông ta không cần thừa nhận. Hách Kim Hạn nhận được lệnh của nhị thế tổ, căng ra đầu cười làm lành, tù phạm gì vậy? Hách gia chúng ta chưa từng bắt giữ tù phạm, có lẽ Dương Thánh Chủ đã lầm. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên tối lại. Lúc này hắn xác định Hách gia có quỷ, lập tức vung tay lên định đấm Hách Kim Hạn. Nhưng hắn vừa vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể như cháy nổ, phát ra tiếng xẹt xẹt, cả người đau đớn run rẩy, không vận chuyển được chân nguyên. Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn biết mình trúng kế, không chỉ không tung ra được chiêu thức, ngược lại còn làm chân nguyên trong cơ thể nổ mạnh, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Phụt. Thánh chủ Chuột Vương kinh hãi, giơ tay tung ra một chưởng đánh thẳng lên người Hách Kim Hạn. Bịch. A. À. Chuột Vương là thiên yêu, thực lực có thể sánh ngang với phi thăng đại viên mãn, Hách Kim Hạn mới đại thừa kỳ, căn bản không thể tránh né được. Hách Kim Hạn bị đánh bay, nện mạnh lên trên tường.
Chuột Vương thấy Dương Bách Xuyên không thích hợp, không nói gì giơ tay tung ra một chưởng, đánh bay Hách Kim Hạn. Chuột Vương ra tay, đồng thời cũng phát hiện không thích hợp, lão ta không thể đánh chết đại thừa kỳ Hách Kim Hạn, chỉ đánh ông ta hộc máu. Quan trọng hơn, Chuột Vương phát hiện, lão ta vừa vận chuyển yêu lực trong cơ thể, phát hiện yêu lực mất khống chế, yêu lực trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Cũng biết vì sao thánh chủ Dương Bách Xuyên nhà mình sẽ hộc máu, bởi vì bị người tính kế. Khủng bố hơn, Chuột Vương và thánh chủ Dương Bách Xuyên lại không hề phát hiện nơi nào có vấn đề. Hiện tại chỉ có thể cảm nhận được có một lực lượng vô hình xuất hiện trói buộc lại lực lượng của lão ta, không thể sử dụng pháp lực, yêu hồn cũng bị ảnh hưởng. Chuột Vương mạnh mẽ đứng chắn trước người Dương Bách Xuyên, căm tức nhìn Hách Kim Hạn, đồng thời cũng nhìn chằm chằm tên địa tiên tam chuyển kia. Dương Bách Xuyên định vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, xem có thể khơi thông chân nguyên trong cơ thể hay không, nhưng lại không thể vận chuyển được, hay nói cách khác hoàn toàn không thúc đẩy được chân nguyên trong cơ thể. Hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể như bị một loại keo nước trong suốt dính lại, hoàn toàn không vận chuyển được. Hắn biết hắn và Chuột Vương đã bị Hách gia tính kế, Dương Bách Xuyên không xác định được người tính kế hắn là gia chủ Hách gia Hách Kim Hạn hay tên địa tiên tam chuyển đứng trong góc kia. Hắn cũng không nghĩ đến những người khác, bởi vì trong đại sảnh chỉ có Hách Kim Hạn và địa tiên tam chuyển mạnh nhất. Người còn lại là hai gã địa tiên nhị chuyển, hơi thở của hai người này đều yếu hơn Hách Kim Hạn, còn lại một tiểu tu sĩ hợp thể cảnh đứng chung một chỗ với địa tiên tam chuyển, Dương Bách Xuyên cảm thấy đều không có khả năng. Có thể làm hắn và Chuột Vương trúng chiêu trong vô thức, còn không phát hiện bị tính kế, thủ đoạn này đã dạy cho Dương Bách Xuyên một bài học. Thật ra từ lúc bước vào Hách gia hắn rất cẩn thận, cũng không kiêu ngạo tự đại, không ngờ vẫn trúng kế. Vấn đề là bây giờ hắn hoàn toàn không vận chuyển được chân nguyên, nguyên thần bị ảnh hưởng, Chuột Vương cũng xuất hiện không thích hợp, Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột, vội vàng kêu to, sư phụ. Lúc này chỉ có thể xin sư phụ giúp đỡ. Tiểu tử thối, lại làm sao? Vân Thiên Tà như người đang ngủ say bị quấy dày, vô cùng oán giận. Dương Bách Xuyên cười khổ, nói, ngươi nhanh xem chân nguyên của con bị sao thế nào, bị người tính kế, bây giờ chân nguyên như sắp nổ mạnh, lại không hề điều động được, ngay cả càn khôn tạo hóa quyết cũng không nhạy. Đừng gấp, để vi sư nhìn xem, hử, là chân ma chi khí, thảo nào con không vận chuyển được chân nguyên, là hơi thở của tên ma đầu Vu Minh Tuyền, xem ra tất cả đều đã được định sẵn. Vân Thiên Tà cảm thán. Dương Bách Xuyên kinh sợ, hỏi. Hơi thở của Vu Minh Tuyền. Nếu là chân ma Vu Minh Tuyền thì mọi chuyện quá không xong, lần trước sau khi bị sư phụ đả thương, tên ma đầu kia đã chạy trốn, nhưng dù sao cũng là chân ma chi hồn, quỷ biết hiện tại gã mạnh đến mức nào. Sư phụ, có phải Vu Minh Tuyền đang ở đây hay không? Dương Bách Xuyên không nhịn được nói. Lần trước đánh với lão ma đầu, mặc dù sư phụ mượn thân thể để đánh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Biết rõ thủ đoạn của chân ma Vu Minh Tuyền, chỉ cần ma hồn cũng đủ làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Lần này lại còn đang âm thầm ẩn núp, lớn chuyện rồi đây. Không ngờ lại nghe sư phụ nói, không cần lo, ngọn nguồn ở trên người tên tiểu tử hợp thể cảnh kia, xem ra Vu Minh Tuyền đưa chân ma chi khí cho tên tiểu tử đó để đối phó với con. Chân ma chi khí tương đương với tiên khí, hơn nữa trời sinh bài xích tiên khí cho nên mới làm chân nguyên biến hóa như vậy. Nó và tiên khí bài xích lẫn nhau, dù sao người tu chân vẫn thấp hơn tiên nhân một giai, bị ảnh hưởng là chuyện bình thường. Từ từ, để vi sư hóa giải giúp con, đây là chân ma chi khí, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ mất mạng, không dễ dàng hóa giải, nhưng với vi sư thứ này không là gì. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cảm thấy hồ càn khôn trên cánh tay trái nóng lên. Một dòng khí trong cơ thể bơi lội đến hồ càn khôn, tốc độ thong thả, nhưng Dương Bách Xuyên biết sư phụ đang ra tay, lập tức yên tâm hơn, vươn tay để lên trên vai Chuột Vương, tiện thể thanh trừ chân ma chi khí trong cơ thể của Chuột Vương luôn. Đúng lúc này, tên tiểu tu sĩ hợp thể cảnh kia lại vô cùng kích động, dùng ánh mắt thống hận còn có hưng phấn đi đến trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên, không vận chuyển được pháp lực đúng không, ha ha ha. Nói xong, Hách Phủ Tân bật cười. Hắn ta không ngờ chân ma chi khí lợi hại như vậy, có thể làm Dương Bách Xuyên và Chuột Vương bên cạnh hắn ngã xuống mặt đất. Hiện tại cho dù không điều động tu sĩ khác ở Hách gia,
một mình hắn ta cũng có thể giết chết Dương Bách Xuyên và Chuột Vương. Dương Bách Xuyên nhìn Hách Vũ Tân, không nghĩ ra mình và đối phương có thủ oán gì, trong đầu không có ấn tượng, nhưng lại nhìn ra được oán hận trong mắt đối phương, chỉ có thủ oán mới có ánh mắt này. Lúc này Dương Bách Xuyên không động, chờ đợi sư phụ hóa giải chân ma chi khí trong người hắn và Chuột Vương, hắn muốn xem tên tu sĩ hợp thể cảnh này muốn làm gì. Hoặc nói cách khác có phải thật sự có thù hận hay không, rốt cuộc hắn giết không ít người ở tu chân giới. Chấm. Hách Phú Tân vui vẻ đứng nhìn Dương Bách Xuyên, đột nhiên vung tay đấm một đấm lên mặt Dương Bách Xuyên. Bốp. Dương Bách Xuyên ăn một đấm, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn Hách Phú Tân, trong lòng lại nói với sư phụ thối, còn bao lâu nữa? Nhanh thôi, chờ chút, bị đánh cũng không xấu được, chịu đựng. Vân Thiên Tà nói. Nghe vậy Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, hắn là thân thể thuần dương, đánh không xấu, nhưng đối phương dùng thêm pháp lực nên rất đau. Nhưng không còn cách nào khác, chân ma chi khí còn chưa hoàn toàn hóa giải, Dương Bách Xuyên đành phải chịu đựng. Thánh chủ, Chuột Vương sốt ruột, muốn phản kháng nhưng lại bị Dương Bách Xuyên đè lại, truyền âm nói, chịu đựng, chờ lát nữa lực lượng trong cơ thể chúng ta có thể khôi phục, thân thể đừng rời khỏi bàn tay của ta. Hai mắt của Chuột Vương đỏ bừng, nghe vậy đành phải nhịn xuống. Ầm ầm ầm. Lúc này nắm tay của Hách Phú Tân lại nện lên người Dương Bách Xuyên. Đánh tơi bời Dương Bách Xuyên khoảng mấy trăm đấm mới dừng lại. Dương Bách Xuyên hoa mắt chóng mặt, hai mắt đầy sao, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Hách Phú Tân, nói, tiểu tử, đánh lâu như vậy, bây giờ có thể nói nguyên nhân rồi chứ. Chết cũng phải để ta biết rõ nguyên nhân đúng chứ. Dương Bách Xuyên không thể thúc giục lực lượng trong người, chỉ có thể dựa vào cơ thể chịu đòn, dù hắn sở hữu nhục thể thuần dương, bị Hách Phú Tân đánh tơi bời mấy trăm quyền cũng cảm giác khuôn mặt sưng to lên. Trong lòng hắn thầm oán hận, mẹ kiếp. Thế nhưng sư phụ chưa giải trừ hết chân ma chi khí, hắn chỉ có thể chịu đựng, phải chờ Hách Phú Tân dừng lại mới có thể hỏi chuyện, dù sao cũng phải có nguyên do nào đó thì thằng nhãi này mới đánh hắn như vậy chứ. Nghe vậy. Hách Phú Tân cười lạnh nói, họ Dương, cảm giác khi bị chân ma chi khí xâm nhập không dễ chịu nhỉ, ha ha. Muốn biết tại sao, được thôi, hôm nay Gia Gia sẽ nói cho ngươi biết, còn nhớ rõ Linh Thiên Kiếm Tông bị ngươi hủy diệt hơn 200 năm trước không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, đương nhiên hắn vẫn còn nhớ Linh Thiên Kiếm Tông, tất cả những tông môn bị hắn tiêu diệt đều in sâu trong ký ức, sao có thể quên được? Linh Thiên Kiếm Tông là một tông môn nằm ở Sơn Mạch Tinh Thần hơn 200 năm trước, hồi đó cũng được coi là đại tông môn, tuy nhiên Linh Thiên Kiếm Tông lại đi gây hấn với Tinh Thần Môn, muốn thay thế địa vị của Tinh Thần Môn ở Sơn Mạch Tinh Thần nên bị hắn tiêu diệt. Hiện tại nghe đối phương thốt ra bốn chữ này, Dương Bách Xuyên bỗng bừng tỉnh, ngươi là người của Linh Thiên Kiếm Tông. Hừ, Gia Gia chính là thiếu tông chủ của Linh Thiên Kiếm Tông năm đó, Hách Phú Tân. Chẳng qua hơn 200 năm trước ta chỉ tiểu tu sĩ cùng Nguyên Anh Kỳ, nhân dịp hỗn loạn thoát ra ngoài. Có thể ngươi không tin, Linh Thiên Kiếm Tông và Thánh Địa Lăng Thiên là người một nhà, đương kim thánh chủ của Thánh Địa Lăng Thiên là gia gia ruột của ta. Lão tử vốn định đi tìm ngươi báo thù, không ngờ ngươi đã rời khỏi Sơn Mạch Tinh Thần, 200 năm trôi qua lại xuất hiện, còn trở thành chủ nhân của Vân Môn Tiên Cảnh. Dương Bách Xuyên ơi là Dương Bách Xuyên, không thể không nói. Thằng nhãi nhà ngươi đúng là vận cứt chó, thế mà lại tiến bộ thần tốc như thế, ha ha. Nhưng thế thì sao chứ? Hôm nay ngươi đã là Dương Thánh Chủ nhưng vẫn bị ta đánh tơi bời đấy thôi. Ha ha, cảm giác đánh một tên chủ nhân thánh địa thật sảng khoái, nói thật cho ngươi biết, lão tử cũng gặp cơ duyên, hơn một tháng được một vị đại năng vô thượng truyền thụ công pháp, thành tựu tương lai sẽ không kém hơn ngươi, lão thử tinh không thể sử dụng pháp lực cạnh ngươi chính là bảo bối vị đại năng kia ban cho. Mà nay khiến Dương Bách Xuyên người biến thành chó chết. Ha ha ha. Hách Phú Tân nói đến cuối thì đắc ý cười phá lên, kể lại ân oán giữa hắn ta và Dương Bách Xuyên. Đến lúc này Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra, tuy hắn không có ấn tượng mấy với Hách Phú Tân nhưng hắn nhớ rõ lúc diệt Linh Thiên Kiếm Tông năm đó, một ít đệ tử Linh Thiên Kiếm Tông trốn thoát được, chẳng qua tu vi bọn họ khá thấp nên hắn không đuổi tận giết tuyệt. Hắn không muốn tạo sát nghiệt. Cho rằng đám chạy thoát chỉ có tu vi thấp kém, cao tầng đã bị mình giết hết, không gợi được sóng gió gì. Vậy mà Hách Phú Tân lại là một trong những người đó chạy trốn năm ấy, Dương Bách Xuyên chỉ không nghĩ tới hắn ta lại có quan hệ với Thánh Địa Lăng Thiên mà thôi.
Thánh địa Lăng Thiên, Linh Thiên Kiếm Tông, từ đồng âm, chẳng trách lại cùng một nhà. Càng ngoài ý muốn là Hách Vũ Tân lại gặp được chân ma Vu Minh Tuyền. Hách Vũ Tân càng nói càng kích động, càng lúc càng oán hận, sau khi nói xong thì phá lên cười sằng sặc. Dương Bách Xuyên chìm vào suy nghĩ. Hiện tại hắn đã biết, có đôi khi nhân từ sẽ hại bản thân. Hách Vũ Tân chính là ví dụ sống, năm đó hắn không cho thú ngũ hành đuổi giết đệ tử chạy trốn của Linh Thiên Kiếm Tông, không nghĩ nó lại biến thành tai họa ngầm lớn như vậy. Đúng là tự đào hố chôn mình. Nếu không nhờ có sư phụ, Dương Bách Xuyên biết hôm nay hắn và Chuột Vương thật sự sẽ chết trên tay một tiểu tu sĩ hợp thể kỳ. Đương nhiên không phải bởi vì tên Hách Vũ Tân tu vi hợp thể kỳ này lợi hại mà là hắn ta sở hữu tiên giới và tiên khí cùng cấp, hơn nữa còn có chân ma chi khí trời sinh đã tương khắc với các năng lượng khác, bất kể là lực lượng gì đều thua thứ trong tay Hách Vũ Tân một bậc, xứng đáng bị hắn ta đánh tơi bời. Tất cả đều bắt nguồn từ một quyết định của hắn. Đây là bài học bi thảm, máu chảy đầm đìa, giờ khắc này đã khắc sâu trong lòng. Ngày sau hắn nhất định không được mềm lòng nữa. Khi đối đầu, mặc kệ mạnh yếu lớn nhỏ, kẻ thù vĩnh viễn là kẻ thù, một ngày nào đó sẽ cắn ngược lại hắn, vậy nên Dương Bách Xuyên thầm nhủ trong lòng, từ nay về sau khi xử lý kẻ thù không được nương tay. Như hôm nay quá đáng sợ. Chấm. Dương Bách Xuyên đại thánh chủ, giờ lão tử sẽ tiễn ngươi lên đường, ha ha ha. Hách Phú Tân kể hết thù hận, đánh Dương Bách Xuyên một trận tơi tả xong, cuối cùng trong lòng cũng thấy vui sướng. Hắn ta vừa nói vừa nâng một chân lên, dùng hết sức giẫm xuống mặt Dương Bách Xuyên, muốn giẫm chết cái người tạm thời không thể vận dụng pháp lực là hắn, dùng cách thức mất mặt nhất để giết chết kẻ thù của mình. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt dữ tợn đỏ kè của Hách Vũ Tân, mở miệng nói, chỉ sợ ngươi không cơ hội. Trong lúc nghe Hách Vũ Tân nói chuyện, lão đầu đã hóa giải chân ma chi khí trong cơ thể hắn và Chuột Vương. Thấy Hách Vũ Tân nhấc chân định giẫm lên mặt mình. Dương Bách Xuyên vụt đứng dậy, vung đao chém vào đùi hắn ta. Răng rắc, a à. Nửa cái chân của Hách Vũ Tân bị Dương Mỗ chém đứt, hắn ta lập tức hét thảm. Dương Bách Xuyên trở tay bóp cổ đối phương, rồi nói với Chuột Vương, đại viện Hách gia, gà chó không tha. Hôm nay hắn bị Hách Vũ Tân dạy cho một bài học mang tên hậu quả của việc thả hổ về rừng, hiện tại lực lượng trong cơ thể đã khôi phục, đương nhiên sẽ không mắc phải cùng một sai lầm nữa. Hắn lạnh lùng mở miệng sai Chuột Vương diệt toàn bộ đại viện Hách gia. Tuy rằng giữa sân còn có một địa tiên tam chuyển nhưng đối phương không có bao nhiêu uy hiếp với Chuột Vương. Trước khi Dương Bách Xuyên cử động, Chuột Vương cũng đã lao về phía địa tiên tam chuyển, tử quang bộc phát, hoàn toàn không cho địa tiên tam chuyển cơ hội, một móng vuốt đã xử gọn đối phương. Trong đại sảnh chỉ còn lại gia chủ Hách gia Hách Kim Hạn và hai gã địa tiên nhị chuyển. Cả ba đều bị biến cố thình lình xảy ra dọa choáng váng, kết cục bị Chuột Vương diệt sạch. Trận chiến nơi đại sảnh kết thúc trong mấy tiếng kêu la, Chuột Vương lại hóa thành một đạo ánh sáng tím xông ra ngoài, ngay sau đó bên ngoài tiếp tục vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên không nghe động tĩnh Chuột Vương chém giết người Hách gia nữa mà rời mắt lên Hách Phu Tân trong tay mình, lạnh nhạt mở miệng, hẳn ta nên cảm ơn ngươi đã dạy cho ta một bài học nhớ đời, ngươi yên tâm. Về sau Dương Bách Xuyên này sẽ không bao giờ nhân từ với kẻ thù nữa, sẽ không cho mấy kẻ tôm tép như ngươi cơ hội phản công, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây là đáp án của ta cho bài học hôm nay. Ta có thể diệt Linh Thiên Kiếm Tông thì có thể diệt Thánh Địa Lăng Thiên, chỉ là Ngụy Thánh Địa mà thôi, không đáng để lo, giờ ta tiễn ngươi lên đường, đi mạnh khỏe, kiếp sau đầu thai cho tốt, đừng đối đầu với ta. Dương Mỗ rũ mắt, dứt khoát siêu hồn Hách Vũ Tân. 10 giây sau, Hách Vũ Tân hồi phi yên diệt, Dương Bách Xuyên thu được một ít tin tức. Hiện tại hắn đã biết Hách Vũ Tân là tôn tử của chủ nhân Ngụy Thánh Địa Lăng Thiên, hắn ta quả thật từng gặp chân ma Vu Minh Tuyền, thậm chí bắt Lão Phương là vì tiện tay chứ không phải cố tình. Chân ma Vu Minh Tuyền khống chế Hách Vũ Tân, sai Hách Vũ Tân bắt 1000 tu sĩ cho gã tu luyện ma công, Lão Phương đụng phải Hách Vũ Tân ở 800 dặm bên ngoài sơn mạch Xích Diễm nên mới bị tóm. Lần này Hách Vũ Tân tới Hách gia ở Trấn Phong Lôi là vì muốn nhờ gia chủ Hách gia Hách Kim Hạn hỗ trợ bắt đủ 1000 tu sĩ cho chân ma Vu Minh Tuyền tu luyện ma công mà thôi. Tất cả xem như một sự trùng hợp, hoặc có thể vận mệnh đã sắp đặt sẵn. Hắn và Hách Vũ Tân có thù oán, với chân ma Vu Minh Tuyền cũng vậy.
Sau khi siêu hồn hách Vũ Tân thu được ký ức quan trọng, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhớ kỹ vị trí ẩn thân của chân ma Vu Minh Tuyền, dự định quay về liên hệ với đám Diệu Tiên cùng nhau chinh phạt. Hắn cũng để ý Ngụy Thánh Địa Lăng Thiên, ngày sau sai người đi tiêu diệt, dù sao cũng đã kết thù, hắn không định giữ lại mầm mống tai họa cho mình. Chuyện hôm nay vẫn đang khiến hắn sợ hãi không thôi. Ngay lúc này, Chuột Vương quay về đại sảnh bẩm báo, Thánh Chủ, đã giải quyết xong tất cả, hậu viện có một mật đạo, hẳn là nơi giam giữ người. Đi thôi, dẫn đường, hẳn Lão Phương đang bị nhốt trong nhà tù ở hậu viện. Lúc Dương Bách Xuyên siêu hồn hách Vũ Tân đã biết chuyện này. Hai người một trước một sau tiến vào mật đạo ở hậu viện hách ra, Dương Bách Xuyên đi hết con đường tối tăm, cuối cùng cũng tới nhà tù. Đây là chỗ giam giữ luyện đan sư Lão Phương của Vân Môn, Dương Bách Xuyên sắp được gặp người quen cũ, trong lòng không nhịn được kích động. Ầm. Dương Bách Xuyên vung tay, chém đứt sợi xích trên cánh cửa tàn tạ, tiện đường phá hủy luôn cấm chế. Bấy giờ, trong phòng giam tăm tối, 10 tu sĩ quần áo cũ nát khẽ run rẩy. Họ đều là những tu chân giả có tu vi không cao bị bắt tới đây, còn bị phong ấn luôn tu vi trong người. Dương Bách Xuyên với mái tóc bạc trắng xuất hiện trước cửa phòng nhốt Lão Phương, mở miệng gọi với vào trong một tiếng, Lão Phương. Trong góc phòng, một ông già đầu bù tóc rối bỗng ngẩng đầu, sau đó run run nói, Xuyên. Xuyên tử. Ông ấy tên Phương Mãnh, là Lão Phương đã đi theo Dương Bách Xuyên từ hồi hắn còn ở trái đất, cũng là luyện đan sư của Vân Môn. Lão Phương, Dương Bách Xuyên hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, khóe hai mắt hơi ửng đỏ. Trước giờ, anh luôn đối xử với Lão Phương như cha chú trong nhà, vì năm đó, trên trái đất, Lão Phương, ông nội Triệu Trường Sinh của Triệu Nam và ông cụ Vương Huyền Cơ của nhà họ Vương là người cùng một thế hệ. Tuy sau đó Dương Bách Xuyên đã gia nhập Vân Môn, trở thành luyện đan sư cấp trưởng lão của Vân Môn thuở sơ khai, nhưng hắn vẫn cực kỳ tôn kính Lão Phương. Lần này cuối cùng cũng gặp lại được cố nhân, Dương Bách Xuyên xúc động đến độ mắt ươn ướt. Lão Phương ngồi trong góc. Khi thấy rõ người đến là Dương Bách Xuyên thì vội run rẩy đứng dậy, những người đang đứng chắn trước mặt ông ấy cũng tự giác nhường đường. Họ đều là tu sĩ bị bắt tới đây, trở thành tù nhân như nhau, sau khi bị hách Võ Tân dạy dỗ một trận, mọi người đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Lúc cửa phòng giam hé mở, họ còn tưởng là người do hách Võ Tân sai tới. Nhưng vì cùng là tù nhân với nhau, nên khi phát hiện Lão Phương và thanh niên tóc trắng này có quen biết, ai cũng vô thức nhường đường. Đồng thời giấy lên hy vọng. Còn Lão Phương thì cố nén cơn đau, run run bước từng bước về phía trước, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua, ốm yếu. Kể từ khi Dương Bách Xuyên rời khỏi Sơn Hải Giới đến giờ đã hơn 300 năm, mà ông ấy và đệ tử Vân Môn của Sơn Hải Giới cũng đã tới tu chân giới được hơn 100 năm. Suốt 100 năm nay, sau khi trải qua vô số lần vào sinh ra tử, ảo tưởng tốt đẹp ban đầu về tu chân giới dần biến thành nỗi khát vọng có thể tìm được chủ nhân Vân Môn, Dương Bách Xuyên, cuối cùng là dẫy giụa để mà sống sót, nếu không phải ý chí của ông ấy vững vàng, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Thế nên, lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên còn sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt mình, Lão Phương lệ rơi đầy mặt, nức nở hô, luyện đan sư Phương Mãnh của Vân Môn, bái kiến môn chủ. Những lời phía sau đã chẳng thể nói ra nổi. Mấy năm nay chua chát quá, nhớ khi ấy đã từng có rất nhiều đệ tử Vân Môn tiến vào tu chân giới, ai ngờ đâu cả đám lại bị Thái Huyền Tông bắt đi, tuy đã thành công chạy thoát, nhưng trong quá trình này, tận mắt nhìn thấy các đệ tử xung quanh lần lượt ra đi khiến Lão Phương lòng đau như cắt. Dương Bách Xuyên vội đỡ Lão Phương dậy, Lão Phương à, ông chịu nhiều khổ cực rồi. Dương Bách Xuyên cầm lấy hai tay Lão Phương, huy động chân nguyên, phất tay giải trừ phong ấn trên người Lão Phương. Tu vi của ông ấy đã bị phong ấn hoàn toàn, trên người cũng có rất nhiều vết thương, nên Dương Bách Xuyên đã sử dụng chân nguyên để khôi phục lại tu vi giúp Lão Phương. Hơn 300 năm không gặp, tu vi của Lão Phương đã đạt tới hợp thể cảnh sơ kỳ, xem ra mấy năm nay ông ấy thật sự vô cùng cố gắng. Môn chủ, không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Không đâu, có ta ở đây, nhất định sẽ tìm lại được mọi người mà. Một già một trẻ kích động ôn chuyện. Nhưng vẫn không xóa đi được cảm xúc bi thương. Chờ tới khi xử lý xong vết thương trên người Lão Phương, cảm xúc cũng bình ổn lại, Dương Bách Xuyên mới dẫn Lão Phương ra khỏi phòng giam. Về phần những người còn lại cũng bị nhốt trong nhà giam của nhà họ Hách,
Dương Bách Xuyên quay sang dặn Chuột Vương nhớ giải trừ phong ấn cho tất cả rồi thả họ đi. Hai người rời khỏi nhà giam được một khúc mới bắt đầu trò chuyện với nhau. Theo lời Lão Phương thì thật ra, tình cảnh của ông ấy cực kỳ giống với nhóm Độc Cô Hối, có điều họ là nhóm thứ hai tiến vào tu chân giới, lúc bị Thái Huyền Tông bắt bớ, họ đã tách nhau ra chạy trốn, nên số người thành công trốn thoát cũng tương đối nhiều. Tính sơ thì trong lần thứ hai tiến vào tu chân giới này có tận mấy nghìn người, bao gồm cả Triệu Trường Sinh, Vương Huyền Cơ, Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên. Tiếc là khi ấy, trong lúc hỗn loạn, mọi người đã chạy tứ tán khắp nơi. Những năm nay, ông ấy lang thang từ nơi này sang nơi khác, nhờ tài luyện đan nên tính ra sống cũng không tệ, còn dần thích ứng với hoàn cảnh ở tu chân giới, làm quen với vài tán tiên, rồi trà trộn vào các nơi rừng thiêng nước độc, mạo hiểm tính mạng tìm kiếm thiên tài địa bảo để luyện đan hoặc đổi linh thạch, nỗ lực kiếm tài nguyên tu luyện, đồng thời không quên tìm kiếm những đệ tử vân môn khác cũng như hỏi thăm tin tức về Dương Bách Xuyên. Lúc trước, khi chạy trốn khỏi sự truy bắt của Thái Huyền Tông, bên cạnh Lão Phương cũng có một vài đệ tử đi theo, nhưng sau đó người chết kẻ lạc, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình ông ấy. Chuyện này khiến Lão Phương cảm thấy vô cùng tự trách, cho rằng bản thân đã không thể bảo vệ tốt đệ tử Vân Môn, nên lúc đối diện với Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được mà khóc nức lên. Nghe xong, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể nhỏ giọng an ủi chứ chẳng biết làm gì hơn. Thông qua cuộc trò chuyện với Lão Phương, Dương Bách Xuyên biết Triệu Nam và mấy cô nương hẳn là nhóm thứ ba tiến vào tu chân giới, cũng biết Mạnh Trường Thanh và sư tổ Dương Vấn Thiên đã chạy trốn khỏi tay Thái Huyền Tông, tuy không có tin tức gì, nhưng đó cũng là một tin tốt. Sau khi tâm sự hồi lâu, hai người quyết định rời khỏi đây, cùng đi tìm Lý Đại Nghị. Lúc Lão Phương biết đã có tin tức về Lý Đại Nghị thì vui mừng khôn xiết. Về phần những người khác, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Hiện vẫn còn rất nhiều đệ tử Vân Môn bỏ trốn năm ấy không có tung tích, chẳng biết là còn sống được bao nhiêu người nữa đây. Dương Bách Xuyên không dám nghĩ sang hướng tiêu cực, vì hắn rất sợ đánh mất họ. Hành trình đến nhà họ Hách tạm kết thúc, sau khi những người được cứu còn lại cảm ơn Dương Bách Xuyên thì cũng lần lượt rời đi. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên và Chuột Vương dẫn Lão Phương xuống đường hầm, dốc toàn lực chạy về phía thành Hồng Diệp, nơi Lý Đại Nghị đang ở. Sao sao sao? Một tháng sau, tại thành Hồng Diệp. Bấy giờ, ba người Dương Bách Xuyên, Chuột Vương và Lão Phương đã tới được thành Hồng Diệp. Sau khi liên lạc với Tiểu Yêu chuyên tìm hiểu tin tức ở tộc Chuột Ngũ Hành, họ đi thẳng đến một quán trọ tên Thanh Hoa, vì theo lời thuộc hạ của Chuột Vương thì hiện Lý Đại Nghị đang ở quán trọ Thanh Hoa này. Căn cứ vào thông tin truyền tới lúc trước, Lý Đại Nghị chính là nhị lão bản của quán trọ Thanh Hoa. Thể theo tin tình báo của thuộc hạ Chuột Vương, quán trọ này là sản nghiệp của nhà họ Lôi, gia tộc quyền thế nhất ở thành Hồng Diệp, do con gái rượu của gia chủ nhà họ Lôi, Lôi Lão Hổ phụ trách kinh doanh. Tuy có cả một sản nghiệp đồ sộ, nhưng Lôi Lão Hổ lại chỉ có đúng một cô con gái, nên từ nhỏ nàng ta đã bị chiều hư, thậm chí người ngoài còn lén đặt cho nàng ta biệt danh là Tiểu Lão Hổ. Chẳng hiểu sao mà Lý Đại Nghị lại lọt vào mắt xanh của con gái Lôi Lão Hổ. Thế là chớp mắt một cái đã biết thành nhị lão bản của quán trọ. Nghe báo cao xong, khóe miệng Dương Bách Xuyên hơi giật giật, không ngờ Lý Đại Nghị còn gặp được chuyện ly kỳ như vậy, có điều trong mắt hắn, con gái của Lôi Lão Hổ 100% là cọp cái chắc luôn. Xem ra tình hình hiện tại của Lý Đại Nghị không hề tệ, Dương Bách Xuyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn gấp gáp như trước. Hắn dẫn theo Chuột Vương và Lão Phương, thong thả tiến vào quán trọ Thanh Hoa, lúc sắp đến nơi. Dương Bách Xuyên bỗng nổi hứng đùa dai, không muốn tới tìm thằng Lý Đại Nghị nữa, vì trong đầu hắn đã nảy ra một ý tưởng thú vị hơn nhiều. Tuy nói quán trọ Thanh Hoa này là một quán trọ, nhưng thứ nổi tiếng nhất ở đây lại là các cô nương, thế mạnh chính thực chất lại là bán hoa. Tên họ Dương nào đó quyết định cải trang thành một vị khách làng chơi. Không, phải là một phú ông nhà giàu đến quán trọ Thanh Hoa tìm niềm vui mới đúng. Còn Chuột Vương và Lão Phương sẽ đóng vai người hầu đi theo phía sau hắn. Trong tay hắn cầm một cây quậy vừa lục lọi được từ đâu đó, nhấc chân bước vào cửa lớn quán trọ Thanh Hoa. Vừa đi, ba người vừa nói chuyện, không tệ, quán trọ này thoạt nhìn cũng hoành tráng lắm, cao tầm 9 tầng lầu, diện tích cỡ mấy chục mẫu đất, lại còn thiết lập cả trận pháp, xem ra nhà họ Lôi ở thành Hồng Diệp này quả thật không tầm thường chút nào. Rồi hắn lại quay sang hỏi Chuột Vương, có mang tiền không? Bẩm thánh chủ, trên người thuộc hạ có khoảng 100.000 yêu tinh tệ thượng phẩm.
Chuột vương vội trả lời. Chắc là đủ rồi đấy, 100.000 yêu tinh tệ thượng phẩm hẳn cũng đủ chơi thoải mái một lần. Tên họ Dương nào đó thuận miệng bảo. Chuột vương đứng sau lưng lại nổi cả gân xanh, thầm lẩm bẩm, là ngài đòi đi dạo lầu xanh cơ mà, sao lại bắt thuộc hạ bỏ tiền chứ? Đương nhiên mấy lời này chuột vương chỉ dám nhủ thầm trong lòng chứ đâu có dám nói toẹt ra ngoài. Vừa bước qua cửa lớn quán trọ, một tiểu nhị cười híp cả mắt vội tiến lên nghênh đón, mỉm cười hỏi, các vị đại gia tới ăn cơm hay là nghe hát ạ? Bớt nói nhảm, mau dẫn ra đến căn phòng tốt nhất, sau đó gọi cô nương đẹp nhất ở đây đến hầu, biết chưa? Tên họ Dương khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, còn hất cằm ra hiệu cho chuột vương thưởng cho tiểu nhị. Cuối cùng chuột vương cũng chấp nhận số phận, xem ra lần này thánh chủ thực lòng muốn khiến mình phá sản đây mà. Chỉ là dù lòng đau như cắt, nhưng nàng ta vẫn phải vươn tay đưa cho tiểu nhị 100 yêu tinh tệ thượng phẩm. Tiểu nhị lập tức vui như mở cờ, trước giờ chưa thấy vị khách nào hào phóng tới vậy, trở tay một cái là thưởng liền 100 yêu tinh tệ thượng phẩm. Phải biết rằng 100 yêu tinh tệ thượng phẩm là đủ tư cách để lên tầng thứ 6 của quán trọ, gọi một trong số những cô nương đầu bảng tới đốt đèn trò chuyện suốt đêm đấy. Tiểu nhị biết lần này mình gặp được khách quý rồi, biểu cảm tức khắc niềm nở hơn hẳn, vừa gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc vừa nói, dạ dạ dạ, mời vị đại gia này lên tầng thứ 8, ở đó có những cô nương đẹp nhất của quán trọ Thanh Hoa đó ạ, nếu có yêu cầu gì xin ngài cứ nói, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng. Sau đó tiểu nhị dẫn ba người Dương Bách Xuyên lên tầng thứ 8, mời vào phòng chữ thiên, rồi báo lại chuyện Dương Bách Xuyên ra tay vô cùng rộng rãi cho quản sự ở tầng thứ 8. Kế đó, đích thân quản sự tới đón tiếp, còn gọi toàn bộ những cô nương chất lượng nhất ở tầng thứ 8 đến cho tên họ Dương nào đó chọn lựa. Tiếc thay chuyện xảy ra tiếp sau đó lại khiến mặt mày quản sự xanh tím hết lại. Ở tầng thứ 8 có 36 cô gái được mệnh danh là xinh đẹp như tiên, ai ai cũng xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng Dương Bách Xuyên không ưng ý ai cả, lạnh lùng cất lời, lừa ta hả? Toàn là mặt hàng gì thế này? Gọi bà chủ của các ngươi đến đây uống rượu với ta. Nghe nói bà chủ của tử lâu các ngươi có biệt danh tiểu lão hổ, ta muốn mở mang tầm mắt, ha ha. Quản sự nghe xong, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng đối mặt với Dương Bách Xuyên phát ra khí tức cường đại, bên cạnh còn có một yêu tu mạnh, quản sự chỉ có tu vi độ kiếp không dám nổi giận. Quản sự cho rằng Dương Bách Xuyên đến gây chuyện, cười gượng nói, đại gia, ngài chờ chút. Sau đó ông ta đi ra ngoài, đến thẳng tầng thứ 9. Tầng thứ 9 không mở cho người ngoài, là địa bàn của chủ quán Lý Đại Nghị và Lôi Tiểu Hổ. Chấm. Gì cơ, gan hùm mật gấu hay gì mà dám ngấp nghé phu nhân của ta? Đi thôi, ta sẽ đi xem sao. Lý Đại Nghị đang say bí tỉ lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, đồng thời sắp xếp người đi mời người chống lưng của tử lâu ra tay. Nếu gặp phải kẻ gây rối hoặc kẻ có tu vi cao cường, tử lâu sẽ nhờ người chống lưng ra tay, bởi vì bọn họ có một tu sĩ phi thăng cảnh tọa chấn. Ở thành Hồng Diệp không có nhiều người dám gây rối, lại càng không có ai dám trêu ghẹo Lôi Tiểu Hổ. Chưa kể Lôi Tiểu Hổ có người cha tán tiên tam chuyển đỉnh phong, nàng ta cũng là một nhân vật truyền kỳ. Còn có người chống lưng cường đại. Lý Đại Nghị sầm mặt xuống lầu, đến thẳng phòng chữ thiên ở tầng 8. Hắn ta muốn xem kẻ nào có mắt không chồng dám trêu chọc con hổ cái nhà mình. Chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang ngồi trong phòng riêng xa hoa, uống rượu ăn linh quả, nói cười vui vẻ với ba người chuột vương, lão phương. Chuột vương không nhịn được bèn nói, thánh chủ, 36 cô nương xinh đẹp nhà người ta ai cũng tài nghệ song toàn, ngài không ưng ý một ai ư. Lại còn trêu chọc Lôi Tiểu Hổ, chuột nhỏ báo cáo Lôi Tiểu Hổ là một con hổ cái chính cống đấy. Điều quan trọng là Lôi Tiểu Hổ là phu nhân của Lý Đại Nghị. Ngài ra chiêu này, thật sự là thuộc hạ không tài nào hiểu nổi. Ha ha, đây chỉ là biện pháp để gặp Đại Nghị mà thôi. Các ngươi có tin không, lát nữa hắn sẽ trực tiếp xông tới tìm ta. Tên họ Dương nào đó xấu xa nói. Hích, không thể hiểu nổi nhân loại các ngài. Chuột Phương chép miệng nói. Chỉ có Lão Phương tự uống rượu một mình, không nói chuyện với họ. Trước mặt Dương Bách Xuyên ông ấy là trưởng bối, không hợp với đề tài này của đám thanh niên. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Đại gia nào tới vậy, 36 cô nương xinh đẹp của Thanh Hoa lâu nhà ta mà cũng không thích. Giọng nói tràn đầy kiêu ngạo,
Dương Bách Xuyên bưng một chén rượu lên uống cạn, ngẩng đầu nhìn ra cửa và nói, đại gia đến từ trái đất. Sao nào, ông chủ Lý không phục ư? Lý Đại Nghị đẩy cửa đi vào, ban đầu vẫn chưa chú ý, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của đối phương thì toàn thân bỗng chấn động, bước vèo vào phòng, tức thì trông thấy Dương Bách Xuyên đang cười khanh khách nhìn mình. Mắt Lý Đại Nghị đỏ hoe, cười nghẹn ngào rơi lệ, phục. Phục chứ, hoàn toàn chịu phục. Trong lúc Lý Đại Nghị nói chuyện, cả người run lên bần bật. Mắt Dương Bách Xuyên cũng đỏ hoe, hắn đứng dậy, bước đến nhìn Lý Đại Nghị, hai người ôm chầm lấy nhau. Đại Nghị, Bách Xuyên, hai nam nhân thi nhau rơi nước mắt. Không ai nói gì, đối với Lý Đại Nghị mà nói, hôm nay được gặp Dương Bách Xuyên thì những tủi hổ trong những năm qua lập tức tan thành mây khói vào thời khắc này. Mà Dương Bách Xuyên sau khi gặp Lý Đại Nghị cũng buông bỏ được một tảng đá trong lòng. Hắn không có nhiều bạn, nhưng Lý Đại Nghị tuyệt đối là một người bạn của hắn. Ngày xưa gặp gỡ Lý Đại Nghị, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã có thiện cảm với người đàn ông xuất ngũ này. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn đã truyền dạy võ đạo cho Lý Đại Nghị, sắp xếp cho Lý Đại Nghị đi theo Lưu Tích Kỳ cùng gây dựng sự nghiệp. Có thể nói đế quốc Vân Kỳ ở trái đất hồi ấy có công lao to lớn của Lý Đại Nghị. Sau đó thành lập Vân Môn, Dương Bách Xuyên lại dạy Lý Đại Nghị tu chân, dẫn dắt hắn ta bước vào con đường tu chân, thành lập Vân Môn ở trái đất rồi đến Vân Môn ở Sơn Hải Giới. Tất cả những chuyện này Dương Bách Xuyên đều ghi tạc trong lòng. Từ trước đến giờ hắn không coi Lý Đại Nghị là đệ tử Vân Môn, mà là huynh đệ của Dương Bách Xuyên hắn. Gần 300 năm không gặp, từ khi Dương Bách Xuyên biết tin đệ tử Vân Môn Sơn Hải Giới tiến vào tu chân giới bị Thái Huyền Tông đuổi giết, đệ tử Vân Môn chạy trốn khắp nơi không rõ tung tích, Dương Bách Xuyên lo lắng khôn nguôi. Bây giờ huynh đệ hai người ôm nhau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm. Thời gian tu chân càng dài, trải qua sinh tử càng nhiều, Dương Bách Xuyên càng coi trọng tình cảm, coi trọng tình thân, coi trọng tình huynh đệ, nhất là huynh đệ đã đi theo hắn ngay từ lúc ban đầu như Lý Đại Nghị. Thật ra Dương Bách Xuyên rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó trên con đường tu chân vô tận, mình sẽ mất đi bọn họ. Một lúc sau tâm trạng hai người đã bình tĩnh lại, bấy giờ mới tách ra. Dương Bách Xuyên nhìn Lý Đại Nghị, hiện tại Lý Đại Nghị đã là tu vi độ kiếp hậu kỳ, xem như tu luyện thần tốc. Hắn mỉm cười đấm vào ngực Lý Đại Nghị một phát, tên nhãi này khá lắm, ngươi đã là độ kiếp hậu kỳ rồi, tương lai vô hạn, lăn lộn cũng tốt đấy chứ. Nói đi, những năm qua ngươi sống thế nào? Dương Bách Xuyên biết rõ đừng thấy hiện giờ Lý Đại Nghị vẻ vang mà lầm, tu sĩ từ Sơn Hải Giới đến tu chân giới đặt chân, cho dù có cơ duyên đi chăng nữa, chắc chắn từng có lúc gặp khó khăn. Lý Đại Nghị lau nước mắt, nhếch miệng cười, thật ra ta khá ổn, không chịu khổ nhiều, chủ yếu là được phu nhân của ta để mắt, ha ha. Hai người vừa nói vừa ngồi xuống, Lý Đại Nghị kể cho Dương Bách Xuyên những gì mình đã trải qua. Lý Đại Nghị kể rằng năm đó sau khi trốn thoát khỏi sự truy bắt của Thái Huyền Tông, hắn ta và những người khác thất lạc nhau, ngu ngơ dùng truyền tống trận đến Thành Hồng Diệp. Lúc mới đến Thành Hồng Diệp, quả thật có một thời gian chịu khổ, nhưng tình cờ hắn gặp chuyện đại tiểu thư nhà họ Lôi tuyển tùy tùng. Nhà họ Lôi là gia tộc đứng đầu Thành Hồng Diệp, lực và thế lực đều vô cùng hùng hậu. Gia chủ nhà họ Lôi là Lôi Lão Hổ có một đứa con gái tên là Lôi Tiểu Hổ. Từ nhỏ đã là viên minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay, không phải chịu bất cứ âm ức nào. Vì vậy dưỡng thành danh tiếng của đại tiểu thư nhà họ Lôi, Lôi Tiểu Hổ. Nói trắng ra Lôi Tiểu Hổ là nữ ma đầu Thành Hồng Diệp, hoàn toàn là cái cây mọc lệch. Ở Thành Hồng Diệp, Lôi Tiểu Hổ đi ngang như cua, giết người phóng hỏa như cơm bữa. Điều quan trọng là Lôi Tiểu Hổ thích hành hạ người khác, là cái kiểu ta không để cho ngươi chết mà sẽ hành ngươi đến chết. Hoàn toàn không có tam quan, không có quan niệm yêu ghét. Nàng ta là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Lôi, tất nhiên cần người hầu hạ. Nhưng nha hoàn, tùy tùy bên cạnh nữ ma đầu này không trụ nổi 3 tháng. Không phải bị nàng ta đánh cho tàn phế thì cũng bị chọc điên, thậm chí mất mạng. Tính tình của nữ ma đầu dẫn đến bên cạnh nàng ta không có người hầu hạ, năm nào cũng phải tuyển nha hoàn và tùy tùng. Nhưng nàng ta rất nổi tiếng. Bất kể nhà họ Lôi ra giá bao nhiêu tài nguyên tu luyện phong phú, toàn Thành Hồng Diệp không có một ai dám đi làm nha hoàn, tùy tùng cho Lôi Tiểu Hổ. Không còn cách nào khác, đại tiểu thư nhà họ Lôi nhất định phải có người hầu hạ mới được, không
không tìm được người địa phương thì chiêu mộ người nơi khác. Lúc đó Lý Đại Nghị ngu ngơ bị chọn làm tùy tùng cho Lôi Tiểu Hổ. Ban đầu hắn ta không biết gì hết, sau khi trở thành tùy tùng mới biết Lôi Tiểu Hổ là một nữ ma đầu biến thái, lúc đó hắn ta muốn chạy thì đã muộn rồi. Hơn nữa, khi ấy Lý Đại Nghị đang trong cảnh khốn cùng, không có nơi nào để đi, bèn cam chịu số phận. Mặc dù làm tùy tùng của Lôi Tiểu Hổ cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốt xấu gì cũng có nơi dừng chân và thù lao hậu hĩnh. Lý Đại Nghị là người trái đất, còn là kẻ kiên cường từng nhập ngũ, bước vào tu chân. Sau khi Lý Đại Nghị đi theo bên cạnh Lôi Tiểu Hổ, thật ra hắn không phải làm gì hết. Hắn phân tích tính cách của Lôi Đại Tiểu Thư, biết được Tiểu Lão Hổ kỳ thực là một cô công chúa nhỏ bị chiều hư, tuy hư nhưng không có nhận thức gì về giá trị quan, thích nhất là những thứ thú vị. Đối với một người trái đất như Lý Đại Nghị, vấn đề này không khó. Hắn dốc hết vốn liếng kể cho Lôi Tiểu Hổ nghe chuyện cổ tích, chuyện thiếu nhi, chuyện tình yêu, chuyện thần thoại, tứ đại danh tác, công chúa Bạch Tuyết. Hắn ta nấu món ăn ngon, làm pháo hoa, tuyển người ca hát cho Lôi Tiểu Hổ. Tóm lại là Lý Đại Nghị dùng đến những thứ này của trái đất, trở thành tùy tùng theo hầu Lôi Tiểu Hổ lâu nhất. Sau đó hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, về sau Lý Đại Nghị trở thành con rể nhà họ Lôi, trở thành ông chủ của Thanh Hoa Tửu Lâu nhà họ Lôi. Điều quan trọng là Lý Đại Nghị nói Lôi Tiểu Hổ không sợ trời không sợ đất nhưng khi ở bên cạnh hắn ta lại là một nữ nhân ngoan ngoãn. Nhiều năm qua đi, vị đại tiểu thư này cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị quan của Lý Đại Nghị, thay đổi rất nhiều. Đương nhiên Lý Đại Nghị không nói cho Dương Bách Xuyên chuyện mình bị Lôi Tiểu Hổ hành như chó, chỉ chọn chuyện tốt mà kể, tóm gọn trong một câu, hiện tại ca rất cừ. Lão Phương ở bên cạnh nghe Lý Đại Nghị nói chuyện, ngắm nghía pháp khí cao cấp cẩm y trên người hắn ta, gương mặt hồng hào, đúng là vô cùng thư thái. Ông ấy không nhịn được cảm thán, cùng là người trốn thoát mà sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Lão Phu, Lão Phu. Lão Phương bùi ngùi quá đỗi, nói Lão Phu hồi lâu, nghĩ tới cảnh ngộ của mình rồi lại nhìn Lý Đại Nghị vô cùng vinh quang, nhất thời không biết nói gì. Dương Bách Xuyên và Lý Đại Nghị nhìn nhau, bật cười sang sảng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói cao vút, tên tôn tử kia muốn lão nương phục vụ hắn, chán sống rồi phải không? Nghe thấy giọng nói này, Lý Đại Nghị bất giác rụt cổ lại, vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa lúng túng nói, Bách Xuyên đừng trách nha, là Lôi Tiểu Hổ đấy. Thật ra nàng rất tốt, rất dịu dàng. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ ngươi lừa ca à. Tiếng hét hung hãn như thế mà ngươi bảo rất dịu dàng. Nghe thấy tiếng hét hung hãn ngoài cửa, Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến sư tử Hà Đông. Nhưng sư tử Hà Đông có ngoại hình xinh đẹp, còn cô vợ này của Lý Đại Nghị. Dương Bách Xuyên nghe giọng suy đoán nàng ta không liên quan gì đến tử xinh đẹp. Ngay sau đó, cửa phòng bị ngoại lực đập bay. Khóe miệng Lý Đại Nghị dần giật, vừa rồi hắn ta còn khoác lác với Dương Bách Xuyên là Lôi Tiểu Hổ đã được mình dạy bảo thành nữ nhân ngoan ngoãn, rất dịu dàng rất hiền lành. Giờ thì hay rồi, vừa mới chém gió xong đã bị Lôi Tiểu Hổ phá hỏng. Điều này khiến gương mặt Lý Đại Nghị nóng bừng. Còn Dương Bách Xuyên thì lại cười tủm tỉm nhìn ra cửa, đợi nữ nhân dịu dàng trong miệng Lý Đại Nghị xuất hiện. Hai cánh của lớn bị ngoại lực phá vỡ tan tành, tiếp đó, giọng nói cao vút vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Sau khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa kia, Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt. Không có nữ nhân như hoa trong tưởng tượng, lại càng không phải là một nữ tử mập mạp. Trái lại, nữ tử xuất hiện ở cửa rất xinh xắn, thậm chí có thể nói là đại mỹ nhân tuyệt sắc, muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng. 10 phân vẹn 10. Chỉ có điều hai tay chống nạnh và đôi mắt đẹp trợn to đã phá hỏng hình tượng của nàng ta. Nếu không, nàng ta quả thật là hình tượng nữ nhân ngoan ngoãn. Trong khi Dương Bách Xuyên còn đang sững sờ, nữ tử hùng hổ đi vào phòng, tầm mắt chiếu thẳng vào Lý Đại Nghị, giọng nói chan chứa sự quan tâm vô hạn, tướng công, chàng không sao chứ? Đừng sợ, có ta ở đây, để xem ai dám động vào chàng. Trước đó Lôi Tiểu Hổ không có trong quán ăn, vừa mới trở về thì nghe thấy quản sự nói là phòng chữ thiên có một vị khách giàu có đối mặt với 36 thiên tiên mà không ưng ý một ai, đòi bà chủ đến phục vụ. Tướng công Lý Đại Nghị nhà mình nghe xong liền nổi giận đùng đùng đi tới phòng chữ thiên. Lôi Tiểu Hổ nghĩ rằng tướng công nhà mình nổi cơn ghen,
trong lòng đầy ắp ngọt ngào nhưng cũng đong đầy lo lắng, lập tức truyền tin mời phụ thân lôi lão hổ đến. Còn nàng ta thì vội vàng dẫn theo người chống lưng của Tửu Lâu chạy tới. Lôi tiểu hổ sợ tướng công nhà mình chịu thiệt, bởi vì quản sự của Tửu Lâu báo lại rằng đối phương có 3 người, trong đó có 2 người không thể nhìn thấu tu vi, khả năng cao là nhân vật cấp bậc đại thừa, thậm chí là phi thăng cảnh. Còn tướng công Lý Đại Nghị nhà mình chỉ có tu vi độ kiếp hậu kỳ, Lôi tiểu hổ rất lo Lý Đại Nghị chịu thiệt, cho nên nàng ta vội vã chạy đến, trực tiếp dùng bạo lực phá cửa xông vào phòng. Lý Đại Nghị vội vàng đứng dậy, xua tay nói, phu nhân à, ta đã dặn nàng phải thục nữ rồi mà, sao nàng lại không quan tâm hình tượng như thế? Ôi chao tướng công, chẳng phải ta sợ chàng chịu thiệt sao? Cái tên tóc trắng này không làm gì chàng chứ? Yên tâm đi, ta đã truyền tin mời phụ thân đến nhất định sẽ xử lý tên này, giết hắn vào nát làm phân bón nuôi hoa. Dám đến thành Hồng Diệp trêu ghẹo lão nương, chán sống rồi hả? Lôi tiểu hổ hung ác nói, Lý Đại Nghị nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng bước đến bịt miệng nàng ta, sốt ruột nói, cô nãi nãi ơi đừng nói nữa, sao nàng còn chưa nhận ra chứ, nếu ta có chuyện gì thì còn có thể ngồi uống rượu nói chuyện được ư. Nói thật với nàng, vị này chính là Bách Xuyên mà ta từng kể cho nàng, là huynh đệ của Lý Đại Nghị ta, cũng là chủ của vân môn chúng ta Dương Bách Xuyên. Hắn đến đây vì ta đó. Nghe Lôi tiểu hổ Lý Đại Nghị nói xong, Lôi tiểu hổ lập tức kinh ngạc, trợn to đôi mắt đẹp nhìn Dương Bách Xuyên. Nàng ta chung sống với Lý Đại Nghị, người mà Lý Đại Nghị nhắc đến nhiều nhất, kính nể nhất chính là Dương Bách Xuyên. Mỗi lần Lý Đại Nghị nhắc tới Dương Bách Xuyên trước mặt Lôi tiểu hổ, nàng ta có thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ tận đáy lòng. Đó là tình nghĩa, tình huynh đệ sâu sắc. Trước đây nàng ta còn thề son sắt đảm bảo với Lý Đại Nghị. Nếu sau này tìm thấy Dương Bách Xuyên hoặc là nói gặp được hắn, thì nàng ta nhất định phải chân thành cảm ơn Dương Bách Xuyên đã dẫn dắt Lý Đại Nghị vào con đường tu chân, để rồi ông trời ban cho nàng ta một phu quân tốt, phải thể hiện sự phóng khoáng tự nhiên, dịu dàng hiền lành trước mặt Dương Bách Xuyên, không để cho Lý Đại Nghị mất mặt. Nhưng giờ thì hay rồi, một tiếng hét hung hãn như sư tử gầm, một phát đạp hỏng cửa phòng, hùng hổ xông vào. Mất hết hình tượng rồi. Lôi tiểu hổ thật lòng thích Lý Đại Nghị, quả thật Lý Đại Nghị đã dạy nàng ta rất nhiều điều, giúp nàng ta thay đổi từ một nữ ma đầu người gặp người sợ thành một thục nữ dịu dàng hiền lành. Vậy mà lần này nàng ta lại thất lễ với vị huynh đệ mà Lý Đại Nghị kính trọng nhất, thân thiết nhất. Nghĩ tới đây, Lôi tiểu hổ gượng cười nói với Lý Đại Nghị, tướng công. Ta làm ngươi mất mặt rồi. Hu hu, ta không cố ý đâu. Một giây trước Lôi tiểu hổ còn hung hãn như sư tử Hà Đông, vậy mà lúc này nàng ta bật khóc ngay tức thì, ngây thơ nhưng không phải kiểu đáng yêu, rõ ràng là một nữ tử cực kỳ thẳng thắn. Được rồi, đừng khóc nữa, Bách Xuyên sẽ không trách nàng đâu, ta cũng không trách nàng mà. Giờ khắc này, Lý Đại Nghị thể hiện hình tượng một nam nhân dịu dàng. Dương Bách Xuyên đứng xem bên cạnh đã nhìn ra hai người họ thật lòng yêu nhau, đôi bên đều thích đối phương. Hắn rất vui vì huynh đệ của mình có thể tìm được một nữ tử thẳng tính và xinh đẹp như vậy. Tu vi của Lôi tiểu hổ là đại thừa kỳ, cao hơn Lý Đại Nghị rất nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên không hề thấy nàng ta tỏ ra trịch thượng vì tu vi mạnh hơn Lý Đại Nghị. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên có ấn tượng rất tốt về Lôi tiểu hổ. Hắn khẽ mỉm cười, hắng giọng cắt ngang màn ân ái của Lý Đại Nghị và Lôi tiểu hổ. Lý Đại Nghị như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Đỏ mặt nói, tiểu hổ, mau tới chào hỏi Bách Xuyên đi. Lôi tiểu hổ đỏ mặt bước đến, hành lễ với Dương Bách Xuyên, thiếp bái kiến môn chủ. Dương Bách Xuyên cười ha ha, xua tay ngăn cản Lôi tiểu hổ bái lại, xét về tuổi tác thì ta phải gọi ngươi là tẩu tẩu. Ta và Đại Nghị là huynh đệ, tẩu tẩu không cần đa lễ, cứ gọi ta Bách Xuyên là được. Ta còn phải cảm ơn tẩu tẩu đã chăm sóc Đại Nghị trong những năm qua. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa chân thành hành lễ cảm ơn Lôi tiểu hổ. Quả thật nếu Lý Đại Nghị không gặp Lôi tiểu hổ thì có lẽ hắn ta sẽ gặp chuyện không may ở tu chân giới mênh mông này, cho nên Dương Bách Xuyên thật lòng cảm ơn người nhà họ Lôi. Ối, không, nên mà, á không đúng, Bách Xuyên khách khí quá. Trước đó ta thất lễ, ngươi không trách ta là tốt rồi. Dương Bách Xuyên khom người cảm ơn khiến Lôi tiểu hổ không biết phải làm sao. Bách Xuyên à,
chúng ta đừng khách khí nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Ta còn có tin vui muốn báo cho ngươi đấy. Lý Đại Nghị lên tiếng. Được, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Đều là tu sĩ, không có nhiều lễ tiết rườm rà. Sau khi ngồi xuống, Lôi Tiểu Hổ lạnh lùng nói với lão giả đứng ở cửa, không sao rồi Tam Thúc Thúc, Thúc trở về tu luyện đi. Người này là người chống lưng cho Thanh Hoa Tửu Lâu nhà họ Lôi. Hiện tại không có chuyện gì nên Lôi Tiểu Hổ bảo ông ta về trước. Chấm. Sau khi mấy người ngồi xuống, Lôi Tiểu Hổ ngồi cạnh Lý Đại Nghị quả thật đã biến thành thục nữ. Lúc này mọi người tiếp tục đề tài lúc nãy, Lý Đại Nghị nói, Bách Xuyên à, thật ra trong những năm qua, sau khi cuộc sống ổn định ta không hề nhàn rỗi, vẫn luôn hỏi thăm tin tức về ngươi khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Tuy nhiên, ta lại thấy một số người quen cũ và đệ tử Vân Môn. Trần Bảy Roi, Khưu Vân, còn có Vương Kiêm Gia và người của tông môn võ đạo ở trái đất ngày xưa. À phải rồi, huynh muội Chu Điên và Chu Phi Yến cũng luôn tìm kiếm đồ đệ cương độc cô hối của ngươi đấy. Gì cơ, hiện tại họ đang ở đâu? Dương Bách Xuyên vừa kích động vừa vui mừng, không ngờ Lý Đại Nghị lại tìm được nhiều người như vậy. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp cho họ tu luyện ở nhà họ Lôi, tất cả đều bình yên vô sự, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Tiếc là, ta không tìm thấy Lão Lưu và mấy vị đệ muội. Lý Đại Nghị nói đến cuối câu thì âm lượng nhỏ dần. Hắn ta biết Dương Bách Xuyên rất coi trọng mấy người vợ. Dương Bách Xuyên nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt đượm buồn, gượng cười bảo, ta tin rằng sẽ tìm được họ, và họ cũng bình an. Ngươi tìm được nhiều người như vậy, vất vả cho ngươi rồi. Lý Đại Nghị nhìn Lôi Tiểu Hổ bên cạnh, trong mắt đong đầy dịu dàng, không phải công lao của một mình ta, tất cả là nhờ Tiểu Hổ và phụ thân của nàng đã giúp đỡ ta rất nhiều. Hắn ta vừa dứt lời, một giọng nói vang dội từ bên ngoài vọng vào, ha ha. Dương Thánh Chủ của Vân Môn Tiên Cảnh ghé thăm Thành Hồng Diệp ta, Lôi Mỗ không đón tiếp từ xa. Là phụ thân của ta, Lôi Tiểu Hổ nói. Lý Đại Nghị cũng đứng dậy nhìn về phía cửa, Lôi Lão Hổ là người giống như cái tên, bá chủ của Thành Hồng Diệp. Dương Bách Xuyên đứng lên, Chuột Vương cố ý nghiêng mình đứng chắn trước mặt Dương Bách Xuyên, lão nhỏ giọng nói, Thánh Chủ, người này là cao thủ. Dương Bách Xuyên gật đầu, thả lỏng chút, đây là cha vợ Lý Đại Nghị. Mặc dù nói như vậy nhưng Dương Bách Xuyên vẫn đứng dậy, mặc kệ đối phương có phải cao thủ hay không, chỉ dựa vào việc ông ấy là cha vợ của Lý Đại Nghị, hắn vẫn nên lễ độ mới phải. Huống chi Lý Đại Nghị vừa mới nói, đám người Trần Bảy Roi đều được bố trí ổn thỏa ở nhà họ Lôi. Hơn nữa, đối phương vừa lên tiếng đã gọi hắn là Dương Thánh Chủ của Vân Môn Tiên Cảnh. Chứng minh Lôi Lão Hổ đã biết rõ về hắn. Chớp mắt, một luồng linh khí dao động trong phòng bao, giữa ánh sáng trắng lập lòe xuất hiện một người trung niên vạm vỡ, ánh mắt sáng ngời, dáng người mạnh mẽ. Trên người đàn ông đang mặc chiến giáp, giống như người vừa từ chiến trường trở về. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết, người này là cha vợ của Lý Đại Nghị, cha ruột của Lôi Tiểu Hổ Lôi Lão Hổ, thế lực đại lão đứng đầu Thành Hồng Diệp. Từ khí tức của đối phương, Dương Bách Xuyên phát hiện người này đã đạt tới cấp bậc phi thăng cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn không phải là tu sĩ phi thăng cảnh bình thường. Đối phương là một cường giả. Nghĩ vậy, vẻ mặt Dương Bách Xuyên trở nên nghiêm túc. Nhạc phụ đại nhân. Cha. Lý Đại Nghị và Lôi Tiểu Hổ tiến lên chào. Được rồi, không phải khách sáo như vậy. Lôi Lão Hổ cười lớn, tỏ ý con gái và con rể không cần phải đa lễ như vậy. Đôi mắt sắc bén lại liếc về phía Dương Bách Xuyên và Chuột Vương. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Lôi Lão Hổ rất cưng chiều con gái và Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên cũng thấy mừng thay cho hắn. Ánh mắt của Lôi Lão Hổ tràn toát ra vẻ trưởng bối dành cho vãn bối, hắn có thể nhìn ra, Lôi Lão Hổ là một người rất thoải mái, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác ông là một người dễ nói chuyện. Lúc này, Dương Bách Xuyên ôm quyền nói, Dương Mỗ không mời mà tới. Quấy rầy tới Lôi đạo hữu rồi. Hắn không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn mà hành lễ ngang hàng ngang vế, nếu như Lôi Lão Hổ đã biết rõ thì hắn cũng không giấu, xưng hô là đạo hữu. Dương Thánh Chủ khách khí rồi, Lôi Mỗ chậm trễ, không tiếp đón từ xa. Lôi Lão Hổ rất khách sáo với Dương Bách Xuyên, bởi vì trước đó đã biết được lai lịch của hắn. Lúc quen biết con rể Lý Đại Nghị, Lý Đại Nghị nhờ ông hỗ trợ đồng bạn đồng môn,
Những đệ tử Vân Môn đến từ Sơn Hải Giới, mỗi người đều có một bức họa, đồng thời cũng nói tình huống của Dương Bách Xuyên, cho nên đối Lôi Lão Hổ đã sớm biết. Cũng biết chuyện trong cửu đại thánh địa của Tu Chân Giới, thánh địa Vạn Linh dẫn đầu ngũ đại thánh địa đuổi giết Dương Bách Xuyên, cũng biết một Dương Bách Xuyên độ qua thiên kiếp cửu cửu cũng là người hủy diệt đi thánh địa Vạn Linh, Vân Môn tiên cảnh được thành lập cũng là do người tên Dương Bách Xuyên này. Nhưng Dương Bách Xuyên mà Lý Đại Nghị nhắc tới lại là một tu sĩ nhỏ đến từ tiểu thế giới, Lôi Lão Hổ căn bản không nghĩ Dương Bách Xuyên mà Lý Đại Nghị nói cho ông có liên quan tới Dương Bách Xuyên thánh chủ của Vân Môn tiên cảnh. Nhưng mà vừa rồi cuối cùng ông cũng xác định, Dương Bách Xuyên mà con rể Lý Đại Nghị và nhân vật phong vân gần đây của Vân Môn tiên cảnh chính là một người. Trước kia Lôi Lão Hổ chưa bao giờ nghĩ theo hướng hai người là một nên cũng không chú ý. Ngay vừa rồi con gái đưa tin có người tới phá đám, khi ông từ gia tộc chạy tới tử lâu đã dùng thần thức quét qua một lượt mới thấy Dương Bách Xuyên đang ở đó, lúc này mới phản ứng được, bọn họ căn bản chính là cùng một người. Lôi Lão Hổ rất xem trọng, ông không ngờ huynh hệ của con rể mình lại nhà nhân vật phong vân đã náo động cả tu chân giới. Hủy đi thánh địa Vạn Linh, khiến cho tứ đại thánh địa Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang phải cúi đầu. Hơn nữa còn đặt căn cơ tông môn ở dãy núi Vân Lôi trong truyền thuyết, nghe đồn ngày thành lập nên Vân Môn tiên cảnh đã có chân long, kỳ lân, phượng hoàng, cả ba thần thú chim thần đều xuất hiện, đây chính là điềm lành. Ngoài ra có vô số đại yêu cấp bậc đại thừa, hàng trăm đại yêu có cấp bậc ngang với phi thăng cảnh, có thể nói thế lực Vân Môn tiên cảnh trong tay Dương Bách Xuyên đã vượt qua những thánh địa đứng đầu của tu chân giới. Thực lực và thế lực cường đại đều cho thấy sự phi phàm của Vân Môn tiên cảnh. Càng chứng minh được thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Gần đây, khắp tu chân giới đều đang truyền tai nhau về Dương Bách Xuyên và Vân Môn tiên cảnh của hắn. Mặc dù Lôi Lão Hổ không đi nhưng cũng không làm trở ngại tới việc ông hiểu rõ tình hình chung. Hiện tại nhìn thấy người thật thì càng tin, Dương Bách Xuyên không phải là người đơn giản. Lôi Lão Hổ có tu vi phi thăng cảnh đỉnh phong, bình thường cũng rất khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là tu chân giả. Cũng là người đứng đầu một gia tộc. Đã là người tu luyện thì nhất định sẽ có thứ muốn theo đuổi, ví dụ như ông muốn phi thăng thành tiên. Lôi Lão Hổ bị kẹt ở bình cảnh rất nhiều năm, thân là tu sĩ, sao có thể không để ý tới việc phi thăng thành tiên. Nhưng muốn phi thăng cũng đâu dễ dàng như vậy. Nếu ánh sáng dẫn dắt không tới, không cảm ngộ được bước ngoặt thành đạo cuối cùng, ông sẽ mãi mãi bị kẹt ở bình cảnh, thậm chí còn hóa thành nắm đất. Ví dụ như thế ở tu chân giới chỗ nào cũng có. Muốn phi thăng thành đạo cần có cơ hội hiểu rõ thiên đạo, có quá nhiều điều muốn làm, đáng tiếc Lôi Lão Hổ ông lại là gia chủ, không muốn cảm ngộ hoàn chỉnh truyền thừa của những thánh địa kia. Thậm chí là, tài nguyên tu luyện khổng lồ, những gia tộc như ông mãi mãi sẽ không so được với thánh địa cường đại. Hơn nữa, muốn bảo vệ truyền thừa của một gia tộc không phải là chuyện đơn giản, chẳng may sau khi ông phi thăng hoặc mất đi. Con gái của ông, gia tộc của ông sẽ như thế nào? Nhà họ Lôi ở thành Hồng Diệp thì vẫn ổn, là thế lực bá chủ, nhưng tu chân giới bao la rộng lớn, xa khỏi thành Hồng Diệp thì sao đây? Không có ông che chở, Lô gia còn kéo dài được tới đời sau hay không giấu lớn? Mặc dù thế hệ ông chỉ có một đứa con gái, nhìn thì thưa thớt, nhưng thật ra nhà họ Lôi còn có những nhánh phụ, bọn họ có cùng một tổ tiên, đều là hậu duệ của nhà họ Lôi. Lôi Lão Hổ đã bị kẹt ở bình cảnh đã hơn ngàn năm, ông rất muốn ra ngoài ngao du, cảm ngộ thiên đạo, truy tìm đại đạo của chính mình, nhưng phía sau ông là cả một gia tộc, ông không thể buông được. Những năm nay ông vẫn luôn bảo hộ nhà họ Lôi, nửa bước không rời. Hiện tại gặp được Dương Bách Xuyên, sau đó biết được đại thánh chủ này lại là huynh đệ của con rể, trong lòng Lôi Lão Hổ sinh động hẳn lên. Nếu như có thể giao phó nhà họ Lôi cho Dương Bách Xuyên, giao cho Vân Môn tiên cảnh thì ông sẽ không còn bất cứ nỗi lo nào nữa. Lôi Léo quan hệ với Dương Bách Xuyên, cũng sẽ có được tài luyện tu luyện mà những thánh địa mới có thể chạm tới, điều này có ích rất lớn trong việc theo đuổi đại đạo của ông. Khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong đầu Lôi Lão Hổ đã suy nghĩ được rất nhiều điều. Hiện tại phải xem Dương Bách Xuyên có nể mặt con rể Lý Đại Nghị, tiếp nhận một gia tộc hay không. Ông biết càng là thế lực tông môn cường đại thì càng kiêng kỵ một gia tộc truyền thừa cổ xưa. Nhà họ Lôi của ông cũng được coi như là gia tộc truyền thừa cổ xưa. Đáng tiếc ở thế hệ của ông lại không có cao thủ nào,
trẻ tuổi thì nhân tài suy bại, nhà họ Lôi đang ở trong tình cảnh vô cùng xấu hổ, khó xử vì không có nhân tài. Điều này làm cho người một lòng theo đuổi đại đạo như Lôi Lão Hổ rất lo lắng. Sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên, hoặc nói đúng hơn là sau khi biết được quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và con rể Lý Đại Nghị, Lôi Lão Hổ đã nhìn thấy cách giải quyết hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Lôi. Vậy nên ông vừa bước vào đã rất khách khí với Dương Bách Xuyên. Chấm. Lúc này Lý Đại Nghị và Lôi Tiểu Hổ ngây người, nhìn Dương Bách Xuyên rồi lại nhìn Lôi Lão Hổ với vẻ mặt khó hiểu, sao lại gọi thánh chủ. Lôi Tiểu Hổ nghi ngờ nói, cha, thánh chủ vân môn tiên cảnh gì cơ? Lôi Lão Hổ cười cười, các con suốt ngày vùi mặt ở thành Hồng Diệp không màng sự đời, chẳng trách không biết, nói cho các con nhé, Dương thánh chủ đây là nhân vật phong vân ở tu chân giới đó, ha ha ha. Nhân vật phong vân, sao có thể chứ, vân tử. Lý Đại Nghị không hiểu tình hình. Dương Bách Xuyên cũng cười với Lôi Lão Hồ, hư danh mà thôi, Lôi đạo hữu khách khí rồi. Ha ha, người có thể hủy đi thánh địa vạn linh, còn khiến cho tứ đại thánh địa cúi đầu, thủ lĩnh hàng vạn đại yêu cấp bậc đại thừa, mấy trăm đại yêu phi thăng cảnh, xây dựng căn cứ ở dãy núi Vân Lôi trong truyền thuyết, sao có thể là hư danh, Dương thánh chủ khiêm tốn rồi, để ta nói cho các con nghe. Lôi Lão Hồ cười lớn. Kể cho con gái Lôi Tiểu Hổ và con rể Lý Đại Nghị nghe lời đồn về Dương Bách Xuyên và vân môn tiên cảnh. Chờ Lôi Lão Hổ kể xong, miệng Lý Đại Nghị và Lôi Tiểu Hổ đều biến thành hình chữ O, ngạc nhiên đến không ngậm miệng lại được. Sau khi mọi người ngồi xuống mới bắt đầu trò chuyện, Dương Bách Xuyên cũng không hề giấu giếm, hắn kể những chuyện mình đã trải qua ở tu chân giới. Nghe xong, Lôi Lão Hổ cảm thán, Dương thánh chủ quả là phi thường. Sau khi trò chuyện với nhau về trải nghiệm của mỗi người, Lôi Lão Hổ đề nghị Dương Bách Xuyên tới nhà làm khách, từ lâu này cũng chỉ là một sản nghiệp của nhà họ Lôi mà thôi. Nhà họ ở phía đông của thành Hồng Diệp, nơi đó có một ngọn núi, gọi là núi Lôi Gia. Toàn bộ họ Lôi tọa lạc trên núi, dù sao cũng là một gia tộc tu luyện, lựa chọn căn cứ đa số đều sẽ có núi, có nước và nồng đậm linh khí. Dương Bách Xuyên cũng muốn đi thăm đám Trần Bảy Roi và đệ tử Vân Môn. Sau khi Lý Đại Nghị trở thành con rể của nhà họ Lôi, việc đầu tiên mà hắn làm là xin nhạc phụ Lôi Lão Hổ phát độn thế lực của nhà họ Lôi, tìm kiếm đệ tử Vân Môn. Những năm qua, sau khi nhà họ Lôi tìm thấy đám người Vân Môn thì đều sắp xếp cho bọn họ ở lại. Tu chân giới rộng lớn, tìm được đệ tử Vân Môn quả thật là không dễ, Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng, nhà họ Lôi đã hao tốn rất nhiều sức người và tiền bạc. Nghe Lý Đại Nghị nói cũng phái người đi Thái Huyền Tông, nhưng người phái đi không có thu hoạch, hắn cũng từng nghĩ để nhạc phụ Lôi Lão Hổ ra mặt tới Thái Huyền Tông, nhưng đa số Lôi Lão Hổ đều bế quan, không rời khỏi thành Hồng Diệp, nghe nói nhà họ Lôi có kẻ thù xưa, Lôi Lão Hổ sợ sau khi rời đi, gia tộc ông bị đối phương tấn công. Thế nên chỉ có thể phái những người khác đi Thái Huyền Tông, hiệu quả không lớn, ngay cả cửa cũng không chiếm được, may mà còn tìm được Trần Bảy Roi và đám đệ tử Vân Môn. Cũng xem như có thu hoạch. Dương Bách Xuyên vui sướng nhận lời mời tới nhà họ Lôi làm khách của Lôi Lão Hổ. Dương Bách Xuyên rất cảm kích nhà họ Lôi, có quan hệ với Lý Đại Nghị, cũng giúp Vân Môn tìm người, phần ân tình này Dương Bách Xuyên sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Sau khi bọn họ tới nhà họ Lôi, Lôi Lão Hổ biết Dương Bách Xuyên sốt ruột muốn gặp đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải Giới, ông để Lý Đại Nghị đi cùng, hai cha con họ không đi theo. Dù sao cũng cho họ chút không gian riêng, đúng không? Nhà họ Lôi là gia tộc cổ xưa của tu chân giới, có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, phòng tu luyện chuyên dụng, sân tập, tòa công phu thần thông các loại, đầy đủ mọi thứ. Theo như Lý Đại Nghị nói, đối với đệ tử Vân Môn ngoại trừ khu vực trung tâm thì nhà họ Lôi không hề giấu giếm bất kỳ chỗ nào, lầu công pháp, sân tập, đều để cho đám Trần Bảy Roi tự do đi vào. Dương Bách Xuyên nghe xong thì cảm thán. Nhà họ Lôi chủ quả thật là có tấm lòng Bồ Tát. Hắn biết nhà họ Lôi có thể mở sân tu luyện cho đám Trần Bảy Roi, chủ yếu là nể mặt Lý Đại Nghị, mặc dù khu vực trung tâm không mở nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên, ai mà chẳng có bí mật, cung cấp sân tu luyện cho đệ tử Vân Môn đã đáng quý rồi, huống chi người ta còn mở cả công pháp các, quả thật là rộng lượng. Đúng thế, con người của Tiểu Hồ và cha nàng ấy đều không tệ. Lý Đại Nghị bùi ngùi, hắn là thật lòng cảm kích. Không có nhà họ Lôi thì có khi hắn còn lăn lộn thảm hơn Lão Phương, thậm chí là mất mạng,
Tu chân giới mênh mông như vậy, khắp nơi đầy rẫy những nguy hiểm, mặc dù là tu chân giả nhưng đâu đâu cũng có tu sĩ bỏ mạng. Sau này phải đối xử tốt với nhà họ Lôi, người Vân Môn chúng ta không được vong ân bội nghĩa. Dương Bách Xuyên dặn dò. Người yên tâm, ta tuyệt đối không phụ lòng Tiểu Hổ và nhà họ Lôi. Lý Đại Nghị trịnh trọng nói. Dương Bách Xuyên cười nói, xem như tiểu tử ngươi may mắn, vốn dĩ ta còn tưởng Lôi Tiểu Hổ sẽ cao lớn thô kệch, không ngờ lại như tiên nữ như hoa như ngọc, ha ha. Bị Dương Bách Xuyên trêu ghẹo, mặt Lý Đại Nghị đỏ lên nhưng lại tràn đầy hạnh phúc. Hắn có thể gặp được Lôi Tiểu Hổ ở tu chân giới vào lúc bản thân khó khăn nhất, cũng là nhờ ông trời không tệ bạc với hắn, bản thân Lý Đại Nghị tự biết quý trọng. Hai người vừa nói vừa đi tới sân nhà trên đỉnh núi, Lý Đại Nghị lên tiếng, đây là sân tu luyện của đám lão Phương. Dương Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu Lý Đại Nghị gõ cửa. Có thể gặp được những người bạn cũ, trong lòng Dương Bách Xuyên lại căng thẳng. Lão Thất! Lý Đại Nghị gõ cửa rồi gọi lớn. Giây sau, một giọng nói vang lên, ông chủ Lý tới rồi đấy à, ha ha, tự vào đi chứ. Lẽ nào ở nhà cha vợ ngươi mà còn đòi chúng ta ra nghênh tiếp ông chủ lớn sao, ha ha. Dương Bách Xuyên nghe xong thì cơ thể run lên, đây là giọng của Trần Bảy Roi, còn có tiếng cười cuối cùng, cũng là của mấy người quen. Trần Bảy Roi đang trêu ghẹo Lý Đại Nghị. Ngay sau đó, Lý Đại Nghị cười nói, ha ha, hôm nay quả thật các ngươi phải ra nghênh đón ta nha, không chỉ có ta, còn có một người quen cũ cũng tới. Đối với Trần Bảy Roi mà nói, hôm nay hắn có thể yên ổn tu luyện ở nhà họ Lôi đều phải cảm kích Lý Đại Nghị, là Lý Đại Nghị tìm được hắn, đưa hắn về nhà họ Lôi, Lý Đại Nghị tìm được rất nhiều người, để bọn họ ở trong đại viện này, cho họ môi trường tu luyện an ổn và một tia hy vọng. Hy vọng này chính là chủ của Vân Môn, Dương Bách Xuyên. Chỉ cần bọn họ còn sống, Trần Bảy Roi tin sớm muộn cũng sẽ có một ngày, họ sẽ tìm thấy Dương Bách Xuyên. Trần Bảy Roi cũng là công thần theo Dương Bách Xuyên, hắn và Lý Đại Nghị khác nhau ở chỗ, sau khi Lý Đại Nghị theo Dương Bách Xuyên thì sáng lập nên Vân Môn Quốc tế cùng với Lưu Tích Kỳ, mục đích để xây dựng sản nghiệp, cung cấp vật chất cho Vân Môn. Mà Trần Bảy Roi hắn vẫn đảm nhiệm vai trò đại tổng quản Vân Môn, lúc trước sửa sang lại thôn nhỏ ở quê nhà Dương Bách Xuyên, xây dựng nên Vân Môn đều do một tay Trần Bảy Roi lo liệu. Quan hệ giữa hắn và Lý Đại Nghị cũng rất quen thuộc. Nghe Lý Đại Nghị nói chuyện, Trần Bảy Roi liền bắt đầu đùa giỡn. Lúc này Dương Bách Xuyên, Lý Đại Nghị, Chuột Vương và Lão Phương đã đi vào đại viện. Trần Bảy Roi đi từ cửa phòng ra nhìn mấy người trong sân, liếc mắt đã thấy quả đầu bạc trắng đầy bắt mắt của Dương Bách Xuyên. Tóc bạc của Dương Bách Xuyên là sau khi Liễu Linh Linh chết thì không còn biến thành màu đen nữa, toàn bộ người của Vân Môn đều biết. Giờ khắc này nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Cả người Trần Bảy như run lên, môn chủ. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng kích động, vành mắt đỏ lên, Lão Thất. Nghe được Dương Bách Xuyên vẫn gọi mình là Lão Thất như xưa, Trần Bảy Roi run rẩy, đệ tử Vân Môn, Trần Bảy Roi bái kiến môn chủ. Vừa nói vừa quỳ xuống, hắn khóc không thành tiếng. Dương Bách Xuyên lắc mình qua, vội vàng đỡ Trần Bảy Roi, Lão Thất, huynh chịu khổ rồi. Năm đó Trần Bảy Roi được xem là một nửa của gia tộc võ cổ cùng huyện với Dương Bách Xuyên, vô cùng chững chạc, sau khi gia nhập Vân Môn được Dương Bách Xuyên truyền công pháp nhập đạo, từ trước tới nay vẫn luôn phụ trách công việc của Vân Môn, thận trọng cẩn thận, sau này từ trái đất tới Sơn Hải giới đều là đại tổng quản. Đây là người mà Dương Bách Xuyên vô cùng tin tưởng, trong lòng hắn vẫn luôn xem Trần Bảy Roi như đại ca của mình. Mặc dù trên danh nghĩa là đại tổng quản của Vân Môn, nhưng Dương Bách Xuyên chưa bao giờ xem hắn như người ngoài. Trần Bảy Roi là người có rất nhiều cống hiến cho Vân Môn. Một câu nói của Dương Bách Xuyên đã làm cho Trần Bảy Roi gào khóc, hắn cũng giống như rất nhiều người ở Vân Môn, trước khi tiến vào tu chân giới, ôm hy vọng tốt đẹp, nghĩ đến cảnh tượng gặp mặt Vân chủ Dương Bách Xuyên, nghĩ đến môn chủ của bọn họ sẽ đặt một nền móng mới ở tu chân giới. Vậy mà hy vọng mãi mãi là hy vọng, sẽ không trở thành hiện thực. Tới tu chân giới mới biết thế giới của tu chân giả rộng lớn và nguy hiểm tới mức nào. Suýt chút nữa đã bị người của Thái Huyền Tông bắt, mặc dù sau này tản đi khắp nơi, cũng thất lạc với mọi người. Đi lang thang trong tu chân giới, hắn không thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Tu chân giới mênh mông bát ngát,
rất nhiều lần thiếu chút nữa đã mất mạng. Hắn gặp phải yêu thú, nơi nguy hiểm của tu sĩ, may mà Lý Đại Nghị để nhà họ Lôi tìm thấy hắn. Hôm nay nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cảm xúc tích tụ của Dương Bách Xuyên bộc phát. Dương Bách Xuyên không nhìn, để vị đại ca này phát tiết. Lúc này, tiếng khóc lớn của Trần Bảy Roi đã kinh động tới những người khác trong đại viên. Từng cửa phòng mở ra. Tiên sinh. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, Khư Vân xuất hiện ở cửa phòng bên trái, vành mắt đỏ hoe. Giây sau, bên cạnh Khư Vân xuất hiện thêm một nữ tử, người này là em gái út của Vương Tông Nhân Vương Kiêm Gia. Khư Vân, Kiêm Gia. Dương Bách Xuyên kìm lòng không được lên tiếng. Ngay sau đó cửa phòng bên kia mở ra, một đám người quen xuất hiện, huynh muội Chu Phi Yến và Chu Phong Tử, còn có một số người quen cũ của tông môn võ cổ ở trái đất, sau này gia nhập Vân Môn tu chân, trở thành đệ tử của Vân Môn đệ tử, cộng lại có hơn 10 người. Môn chủ. Từng tiếng gọi vang lên. Vành mắt Dương Bách Xuyên cũng đỏ hoe, lúc này Khư Vân đang nhào tới phía hắn. Khư Vân nhào thẳng vào lòng hắn, khóc lớn. Lúc này trong sân tổng cộng có 3 người phụ nữ, Khư Vân, Vương Kiêm Gia và Chu Phi Yến. Chưa kể tới những người sau, Khư Vân là đi theo Dương Bách Xuyên sớm nhất, cũng là nữ tử không gả cho hắn. Trước kia Khư Vân là sát thủ cốt hoa và được hắn cứu, cũng vì tỷ tỷ nàng trước khi chết đã giao phó nên sau này theo hắn vào Vân Môn, ở quê nhà nàng là người vẫn luôn phụng dưỡng bà nội. Dương Bách Xuyên nợ nàng. Thực ra ban đầu Dương Bách Xuyên cố ý phớt lờ Khư Vân. Nói ra thì Khư Vân theo đuổi hắn cùng lúc với tỷ muội Lục Gia. Bọn họ đều có quan hệ rất gần gũi. Lúc đầu hắn cũng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô nàng này rồi, chỉ là hắn không dám tiếp cận Khư Vân. Hơn nữa cô nàng này là người rất hướng nội, bình thường chăm sóc bà nội rất cẩn thận, không có bất cứ lời oán thán nào. Nàng nói không nhiều, đều để hết ở trong lòng. Dương Mỗ là người mẫn cảm về mặt tình cảm, sao có thể không biết tâm tư của nàng. Hắn vẫn luôn cố ý phớt lờ nàng. Sau đó, Dương Bách Xuyên chưa chuẩn bị xong đã rời khỏi Sơn Hải Giới, vừa chớp mắt đã gần 300 năm rồi. Thực ra Khư Vân là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng, ơn thu nhận của Dương Bách Xuyên, nhiều hơn thì nàng không dám gò ép, mà đặt hết tất cả ở trong lòng. Dương Bách Xuyên nhớ lúc đại hôn ở Vân Môn quê nhà, thực ra hắn đã vô tình phát hiện Khư Vân lén lút rơi nước mắt. Hôm đó, lúc bái thiên địa cao đường với mấy nữ nhân, hắn từng thấy ánh mắt của Khư Vân đứng bên cạnh bà nội, chỉ là Dương Mỗ cố ý né tránh thôi. 300 năm sau gặp lại, Khư Vân trải qua nhiều khó khăn trắc trở, thậm chí là cửu tử nhất sinh, có cảnh ngộ giống Trần Bảy Roi. Vào lúc sinh tử, nàng từng tưởng tượng vô số lần nếu như có thể gặp lại tiên sinh nhà mình, thì nhất định phải nói với tiên sinh, Khư Vân thích ngài. Chỉ là... giờ phút này... Khư Vân ôm Dương Bách Xuyên khóc lóc, vừa vui mừng vừa tủi thân. Tiên sinh, ta còn tưởng rằng không thể gặp lại ngài nữa. Hu hu. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Khư Vân, hắn để mặc cho nàng ôm, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn. Hắn vỗ vai nàng nói, được rồi, không sao rồi, sau này sẽ không để các nàng vất vả nữa. Bây giờ nghĩ lại lúc đầu hắn rời khỏi Sơn Hải Giới. Hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị nào đã bị vòng xoáy không gian cuốn vào trong, đến tu chân giới, thoáng cái đã gần 300 năm. Quả thật cũng vì hắn quá qua loa, chưa sắp xếp tốt cho người Vân Môn ở Sơn Hải Giới, khiến cho người thân đệ tử Vân Môn Sơn Hải Giới người thì chết, người thì lạc, người thì mất tích. Người có thể sống và được tìm thấy, thật sự không dễ dàng. Điều đáng lo lắng hơn là đến bây giờ mấy nữ nhân đều chưa có tin tức của bất cứ ai. Nhưng hôm nay bỗng chốc có thể thấy nhiều cố nhân như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui mừng, tìm thấy và gặp lại cũng tốt hơn là không có bất cứ tin tức gì. Khư Vân không biết nỗi buồn phiền trong lòng Dương Bách Xuyên, chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi, nàng ôm chặt lồng ngực săn chắc của hắn, lại cảm thấy chưa bao giờ an toàn như lúc này. Nàng đến tu chân giới vẫn luôn nơm nớp lo sợ, cho dù được Lý Đại Nghị tìm thấy, dẫn đến Lôi Gia có môi trường yên ổn. Nhưng Khư Vân cũng không cảm thấy an tâm bằng lúc ở trong lòng Dương Bách Xuyên. Khư Vân từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng khi có thể gặp lại Dương Bách Xuyên và lựa chọn sẽ bày tỏ tâm tư đè nén trong lòng tận 600 năm. Nàng đi theo Dương Bách Xuyên đến nay đã hơn 600 năm,
Lúc trước nàng không dám thổ lộ tiếng lòng với Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng vẫn luôn định vị bản thân chỉ là A Hoàn của tiên sinh là ân nhân cứu mạng của nàng. Nhưng sau khi vào tu chân giới, trải qua sinh tử, đợi mất đi rồi mới hối hận, vậy chỉ có thể là hối hận thôi. Nàng thích tiên sinh, đây là suy nghĩ trong lòng vào thời khắc sinh tử. Vào thời khắc sinh tử, nàng từng hạ quyết tâm, nếu kiếp này còn có thể gặp được tiên sinh, thì nàng sẽ nói cho hắn biết nàng thích hắn. Chôn vùi trong lòng tận 600 năm, quá nặng nề. Khưu Vân không muốn gánh tiếp nữa. Nàng sợ. Nàng sợ có một ngày nàng sẽ thật sự tan thành mây khói trên con đường tu chân, lại phải mang theo tiếc nuối sâu sắc. Yêu một người không có gì sai. Nàng thích tiên sinh, biết ơn tiên sinh, kính trọng tiên sinh. Nhưng mà, tất cả những điều này đều không cản trở nàng yêu tiên sinh. Yêu không có lớn nhỏ đúng sai, trái tim mách bảo nàng, yêu lớn hơn tất cả. Yêu thì không nên có tiếc nuối. Hơn nữa nàng chỉ muốn thổ lộ tiếng lòng 600 năm của mình, sau khi nói ra, cho dù tiên sinh nói không thích nàng, vậy thì thế nào? Không sao cả, nàng chỉ làm vậy để không thẹn với lương tâm thôi. Đợi ngày này 600 năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể cho nội tâm của mình một câu trả lời rồi. Khưu Vân ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Dương Bách Xuyên, khuôn mặt đẫm nước mắt, mở to mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Nàng lấy hết can đảm nói, tiên sinh, ta muốn nói một câu với ngài, một câu đã giấu 600 năm. Dương Bách Xuyên sửng sốt, vô thức nói, nàng nói. Tiên sinh, ta thích ngài, cũng yêu ngài. Khưu Vân gần như phải dốc hết sức để nói ra lời bản thân giấu trong lòng những 600 năm. Nó vẫn luôn giống như một tảng đá đè trong lòng nàng. Cuối cùng hôm nay đã nói ra rồi, nàng cảm thấy thì ra nói yêu hắn, thích hắn, không hề khó khăn. Khó ở chỗ không có can đảm. Hôm nay nàng nói ra rồi, giờ phút này nàng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, giống như tảng đá treo trong lòng đã rơi xuống đất, vô cùng thoải mái. Thì ra muốn gỡ bỏ gánh nặng trong lòng cũng không quá gian nan. Bây giờ nói ra, một giây sau tiên sinh có mắng chửi ta một trận, Khưu Vân ta cũng thấy vui vẻ, vì mọi người đều sống sót gặp lại nhau, điều này tốt hơn tất cả. Nàng cũng chưa từng muốn chiếm lấy tiên sinh. Chỉ đơn thuần là thích hắn, yêu hắn từ tận đáy lòng, chỉ vậy thôi. Lời nói của Khưu Vân vang trong tai Dương Bách Xuyên, hắn ngẩn người chốc lát, trong lòng cười khổ. Thế gian tình trái là nặng nhất. Một câu 600 năm khiến trong lòng Dương Bách Xuyên kêu răng rắc. Hắn cười khổ, bản thân có tài đức gì, phúc duyên mấy đời mới có thể được nha đầu này yêu thích như vậy. Sao hắn có thể không hiểu tâm tư của nha đầu Khưu Vân này đối với hắn chứ, chỉ là có một số chuyện vĩnh viễn đều là nhìn ra không nói ra, nhưng hôm nay lại lộ ra rồi. Khưu Vân là nha đầu có xuất thân sát thủ, cũng là người mệnh khổ. Lần đầu hắn gặp tỉ muội bọn họ chính là ở thôn Địa Khanh phía Tây Bắc, một hang ổ của tổ chức sát thủ Sương Hoa, lần đó cũng là lúc tỉ tỉ nàng rời đi, là tỉ tỉ nàng Khư Vũ gửi gắm nàng cho hắn trước khi chết. Thoáng cái Khư Vân đã theo hắn hơn 600 năm. Thực ra trong lòng Dương Bách Xuyên thấy đồng tình với nha đầu này nhiều hơn, cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề thích và yêu. Hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Khư Vân không? Đương nhiên là có thể. Lúc ở địa cầu, ở Sơn Hải Giới, hắn đều có thể. Chỉ là không nói ra. Nhưng mà bây giờ, sau khi trải qua gian khổ sinh tử, nhà đầu im lặng ít nói, nhẫn nhục chịu khó này đã nói ra rồi. Dương Bách Xuyên không thể không đối mặt với vấn đề này. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.